Kính Duy xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập tiếp theo của bộ truyện Dài Tập Tiên Hiệp, Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Kính Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Kính Duy bằng các hình thức đã được tổng hợp dưới mô tả của mỗi video. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với phần tiếp theo, Nhân Đạo Chí Tôn, Thạch Trư, ngay sau đây. Lại nói lúc bấy giờ, Trung Nhạc đột nhiên cười lớn một tiếng, thân hình trầm xuống, một trường nhẹ nhàng ấn lên trên một tòa thần miếu. Tòa thần miếu này nhẹ nhàng chấn động một cái, trên mặt tường lưu lại một đạo trường ấn. Trong lòng của Trung Nhạc cả kinh, kiến trúc này thật kiên cố, không hổ là miếu điện của Sơn Thần tộc. Đám văn lộ đồ đằng chạm khắc trên mặt tường có tác dụng gia cố tường thế, độ cứng so với hồn binh bình thường còn cứng cỏi hơn rất nhiều lần. Một trường này của hắn mặc dù không phải là dốc hết toàn lực, nhưng cũng đã không tầm thường. Hồn binh bình thường làm sao có thể thừa nhận được một kích này của hắn đây? Chỉ cần bị hắn nhẹ nhàng vỗ một cái đã sớm tan nát. Nếu là miếu điện chưa từng trải qua văn lộ đồ đằng gia cố, một trường này của Trung Nhạc chỉ sợ đã có thể vỗ sập cả tòa miếu điện này. Mà trên vách tường tòa miếu điện này chỉ lưu lại một đạo trường ấn. Điều này nói rõ, các miếu điện trong thần cảnh này mặc dù là do biết cảnh vận tượng mô phỏng tạo thành, nhưng văn lộ đồ đằng lạc ấn trên miếu điện đều là văn lộ đồ đằng Sơn Thần tộc chân chính, có được lực phòng ngự cực kỳ cường đại. Nguyên hình của Sơn Thần tộc chính là thạch nhân bốn tay, trên phương diện phòng ngự cũng có chỗ hơn người. Miếu điện của bọn họ phòng thủ kiên cố, có thể xưng là pháo đài đệ nhất thiên hạ. Sơn Thần miếu do bí cảnh vạn tượng này phòng chế ra, tự nhiên không thể vững chắc như Sơn Thần miếu chân chính, nhưng cũng không phải là chuyện đùa. Trung Nhạc không ngừng chạy loạn khắp nơi, vươn tay bốc lấy đá núi, kiểm tra độ cứng của nham thạch. Tinh thần lực tiến nhập vào trong bùn đất, cảm ứng độ cứng của bùn đất phía dưới. Sau đó hắn lại bay lên không trung, cảm ứng hướng gió. Cuối cùng thân hình lóe lên, lại đáp xuống trên đỉnh chóp của một tòa thần miếu trong đó. Hiếu Cẩn nhìn hắn vòng tới vòng lui, trong lòng nhất thời nghiêm nghị, cũng có lòng muốn đi xuống kiểm tra địa hình địa thế, lại không bỏ xuống được mặt mũi. Trong lúc nàng còn đang chần chừ, chợt nghe bên ngoài truyền tới thanh âm của tế ti áo bào trắng. Đã tới giờ, quyết đấu bắt đầu. Thanh âm của hắn còn chưa dứt, chợt nghe một tiếng ầm vang thật lớn. Trung Nhạc và Hiếu Cẩn đã va chạm mạnh với nhau. Hai bàn tay của hai người không ngừng va chạm với nhau. Trong thần cảnh nhất thời nhấc lên một trận phong bạo khủng bố. Bất đồng với chiến đấu giữa Khâu Cấm Nhi và Hiếu Sơ Ôn, lần này Trung Nhạc đánh một trận với Hiếu Cẩn, vừa mới bắt đầu đã cực kỳ sôi động. Hai đạo thân hình không ngừng va chạm lẫn nhau, lực lượng chất chứa trong nhục thể liên tục ầm ầm bạo phát. Không khí không ngừng chấn động, bị lực lượng của hai người ép tới mức độ dày không đều, khiến cho những người bên ngoài thần cảnh nhìn về phía thân ảnh của hai người cũng có chút vặn vẹo không rõ ràng. Cùng lúc đó, nguyên thần Trung Nhạc thôi động kiếm thất thức, bảy đạo tơ kiếm từ dưới bay lên, cuốn thẳng về phía Hiếu Cẩn, ý đồ thu nàng vào bên trong kiếm trận rào sát. Mà nguyên thần của Hiếu Cẩn lập tức thôi động ngũ hành luân chấn áp xuống, chấn trụ ngũ hành kiếm khí trong đó, khiến cho kiếm thất thức nhất thời bị phá. Nữ tử này thật thông minh. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, lúc hắn vừa mới tới Hiếu Mang thần miếu đã từng sử dụng kiếm thất thức giết chết một gái Hiếu Mang thần tộc, không nghĩ tới nữ tử Hiếu Cẩn này lại dễ dàng nhìn ra sơ hở của kiếm thất thức của hắn như vậy. Dùng ngũ hành luân áp chế ngũ hành kiếm khí, phá vỡ tòa kiếm trận này. Một tên tiểu bối không biết vì sao mở ra năm đại bí cảnh, mở ra bí cảnh nhỏ như vậy cũng xứng giao chiến với ta sao? Vạn tượng luân, lực lượng vạn tượng. Hiếu Cẩn hư lạnh một tiếng, vạn tượng luân ở sau lưng chậm rãi chuyển động. Nhất thời, từ trong nguyên thần, một cỗ lực lượng vô cùng cường đại tuôn trào ra, tiến nhập vào trong nhục thể. Vóc người của nàng so với những Hiếu Mang thần tộc khác vốn dĩ nhỏ gầy hơn một chút, nhưng cỗ lực lượng này vừa dung nhập, nhất thời khiến cho thân thể của nàng liên tiếp bành trướng lên. Từng khối cơ nhục cũng nhô lên. Trên khuôn mặt, cơ nhục không ngừng sinh trưởng, khiến cho khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp
trở nên dữ tợn và hung ác. Tứ chi của nàng trở nên vừa thô vừa to, lồng ngực tựa hồ như được thổi phồng lên vậy. Từng khối cơ nhục toàn thân giống như những quả cầu thịt lớn chừng nắm tay ở dưới lớp da thịt không ngừng chạy loạn. Xoạt xoạt xoạt. Quần áo trên người của nàng xoạt xoạt nổ tung, trước ngực là 8 cái nhũ sắp thành 4 hàng từ trên xuống dưới. Bộ ngực vốn dĩ căng tròn cực kỳ mê người, lúc này đã bị cơ nhục chen lấn tới mức không thấy hình bóng. Hiếu Cẩn lúc này làm gì còn bộ dáng ôn nhu như lúc ban đầu đây. Cho dù là nam nhân cơ bắp cường tráng nhất, cơ nhục cũng không hùng tráng được như nàng hiện tại. Hiếu Cẩn mạnh mẽ oanh tới một quyền, Trung Nhạc giơ tay lên đón đỡ, thân thể bị chấn cho giống như sao băng vậy, bắn thẳng về phía sau, ầm ầm một tiếng, đánh thẳng lên trên vách một tòa thần miếu. Vách tường tòa thần miếu kia chấn động, bị đập tới nứt nẻ. Hiếu Cẩn phóng người nhảy lên, ầm ầm hạ xuống đất. Mặt đất nhất thời lõm xuống hai cái vết chân sâu hoắm, bốn phía hai cái vết chân đầy vết tích rạn nứt giống như mạng nhện vậy. Nhân tộc, ngươi luôn cho rằng thân thể chính mình mạnh mẽ kinh người, nhưng ngươi có biết không, thân thể thần tộc ta mới là thân thể kiêu ngạo nhất, cường đại nhất kìa. Ba cái đầu của Hiếu Cẩn gầm lên, ba đạo thanh âm nữ tử trọng điệp lại với nhau, cực kỳ quỷ dị. Bên ngoài thân thể của nàng lại có từng mảnh lân phiến màu đen từ dưới làn da chui ra, lóe sáng giống như hắc kim vậy, phủ kín toàn thân nàng. Nàng giẫm mạnh hai chân, phóng nhanh về phía Trung Nhạc đang bị khảm nạm ở trên mặt tường thần miếu kia. Ở trước mặt của ta, thân thể của ngươi chỉ là trò cười mà thôi. Nàng vỗ mạnh xuống một trường, Trung Nhạc giơ cánh tay lên ngăn cản, lại thêm một tiếng ngầm vang thật lớn. Vách tường thần miếu lại bị chấn cho vỡ ra một cái động lớn hình người, toàn thân Trung Nhạc bị một trường của nàng đập luôn vào trong thần miếu. Nhục thế thật mạnh mẽ. Ở bên ngoài thần cảnh, đám luyện khí sĩ Khai Luân cảnh, bọn Lôi Đằng không khỏi sắc mặt kịch biến. Nhục thể của Hiếu Cẩn thật sự quá cường đại. Sau khi vận dụng bí cảnh vạn tượng, nhục thể của nàng đã đạt tới trình độ có thể xưng là biến thái. Trung Nhạc tuyệt đối là luyện khí sĩ dùng nhục thể để tăng trưởng, nhưng ở trước mặt của nàng vậy mà không có một chút cơ hội hoàn thủ nào cả. Ấm Dương Luân! Hiếu Cẩn hét lớn một tiếng, thanh âm vang vọng như sấm. Chỉ thấy Âm Dương Luân sau lưng nguyên thần chậm rãi chuyển động, ong một tiếng, một đạo lạc ấn đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay và trên mu bàn tay của nàng. Người biết cái gì là âm dương không? Hiếu Cẩn cười lạnh, giết thẳng vào trong cái động lớn hình người. Trường ấn hai tay trở nên cực kỳ cổ quái, trong lòng bàn tay nàng hiện lên ấn ký một vầng mặt trời, chỗ mu bàn tay lại hiện lên ấn ký một vầng mặt trăng. Ta úp ta là sinh, ngửa ta là tử, sinh tử do tâm. Trong lúc ta trở tay, đây chính là diệu dụng của âm dương luân, ấm dương ấn. Bên trong tòa thần miếu kia truyền tới một tiếng ngầm vang thật lớn, sau đó vách tường ầm ầm đổ sụp. Trung Nhạc bị đánh văng ngược về phía sau, thân thể hắn liên tục đụng sập mấy bức tường thần miếu, cuối cùng mới dừng lại được. Ở bên ngoài thần cảnh, từng tràng kinh hô vang lên, sắc mặt đám người Tả Tương Sinh, Điển Duyên Tông cực kỳ ngưng trọng. Khâu Cấm Nhi cũng khẽ biến sắc, khuôn mặt già nua của Phong Số Trúc cũng có chút âm tình bất định, trong lòng thầm nghĩ. Nghịch khai bí cảnh đạo nhất, cho dù có khai mở toàn bộ năm luân đi chăng nữa, cũng không phải là đối thủ của đám cao thủ Khai Luân cảnh thần tộc này. Người muốn biết uy lực của bí cảnh đạo nhất không? Lúc bấy giờ, Hiếu Cảnh bật cười ha ha, đột nhiên phóng người nhảy lên. Năm vầng luân sau lưng nguyên thần vù vù chuyển động, từng đạo thanh âm giống như cương thiết vang lên, thanh thúy réo rắt. Toàn thân của Hiếu Cẩn phiêu phù giữa không trung, giơ cao cánh tay hung hăng ấn mạnh xuống địa phương Trung Nhạc vừa mới rơi xuống. Trong lòng bàn tay của nàng mơ hồ xuất hiện hư ảnh năm đạo quang luân. Năm đạo quang luân lớn lớn nhỏ nhỏ gắn liền với nhau, trọng điệp với nhau. Nàng rõ ràng là mượn dùng lực lượng của đạo nhất luân chỉnh hợp quy nhất lực lượng của năm đại bí cảnh. Đạo trưởng ấn này còn chưa hạ xuống, tòa thần miếu phía dưới đã bắt đầu chấn động. Dù sao đây cũng không phải là thần miếu sân tộc chân chính, mà chỉ là mượn lực lượng bí cảnh vạn tượng và thần linh biến thành, xa xa không kiên cố bằng thần miếu của sân thần tộc chân chính kia. Nhưng dù vậy, lực lượng một trưởng này của Hiếu Cẩn cũng cực kỳ khủng bố, uy lực viễn siêu hơn người cùng thế hệ, khiến cho sắc mặt đám người cường giả Khai Luân cảnh bọn Lôi Đằng đồng dạng đã mở ra năm đại bí cảnh cũng đều kịch biến, hô lớn là không xong.
ầm ầm. Một ấn này của nàng oanh xuống, miếu điện ầm ầm sụp đổ, đại địa kịch liệt trầm xuống, đột nhiên lõm xuống một cái hố to, đường kính hơn 10 trượng, sâu tới hơn 1 trượng. Nhưng đây chỉ là uy lực đợt thứ nhất. Ngay sau đó, uy lực đợt thứ hai liền bạo phát, lại một tiếng ầm vang thật lớn. Đại địa một lần nữa trầm xuống, lại lõm xuống thêm 1 trượng, đường kính miệng hố lại mở rộng tới 18 trượng. Ầm 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 ầm. Liên tục 5 tiếng nổ vang lên, cái hố một lần khuếch trương rồi lại khuếch trương, một lần lõm xuống rồi lại lõm xuống. Cuối cùng miệng hố mở rộng tới đường kính 26, 27 trượng, sâu tới hơn 4 trượng. Có thể thấy được lực lượng năm đại bí cảnh nguyên thần chất chứa trong một ấn này của nàng rốt cuộc khủng bố tới mức nào. Mặt đất không có nửa mảnh đá vụn bay lên, cũng không có bất kỳ một tia bụi mù nào cả. Toàn bộ đều bị lực lượng của một ấn này của nàng ép sát gắt gao trên mặt đất, không thể nào bay lên nổi. Chỉ là một đám nhân tộc ti tiện lại dám tranh đấu với thần tộc, không biết tự lượng sức mình. Hiếu Cẩn cười lạnh một tiếng, chậm rãi đứng dậy, cất bước tiến về phía đáy hố, lạnh nhạt nói: "Trận chiến này đã kết thúc rồi, đã tới thời khắc ăn thịt người. Nhục thân người không tệ, bị ta đánh cho như vậy cũng không có bị đánh chết đi, ăn vào hẳn là rất có khẩu vị." Nàng vươn tay chụp về phía Trung Nhạc dưới đáy hố. Bàn tay vừa mới bắt lấy cần cổ của Trung Nhạc, đột nhiên một bàn tay đã chế trụ cổ tay của nàng. Trong lòng Hiếu Cẩn cả kinh, nhất thời chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khủng bố truyền tới. Phốc một tiếng, thân thể bị nhấc lên, đánh văng thẳng ra ngoài. Thình thịch, thình thịch. Thân thể của nàng va vào trên một cây cột của một tòa cung điện, mạnh mẽ đụng gãy cây cột thô to mấy người mới có thể ôm hết kia. Ngay sau đó đã thấy một đạo nhân ảnh nhanh như tia chớp xông tới, giơ tay lên ấn mạnh một chưởng lên trên ngực của nàng. Lồng ngực của Hiếu Cẩn lõm xuống, bị bàn tay của Trung Nhạc đè mạnh lên trên ngực, hung hăng đẩy về phía sau. Bành bành bành. Từng cây thạch trụ chống đỡ cung điện bị mạnh mẽ đụng gãy, đại điện lắc lư ầm ầm đổ nát, tràng diện vô cùng kinh người. Tay phải Trung Nhạc vẫn như cũ đè lên lồng ngực của Hiếu Cẩn, hai chân phóng như điên, tốc độ phá vỡ bức tường âm thanh, đẩy thân thể Hiếu Cẩn đụng thẳng vào bức tường từng tòa thần miếu, thần điện. Cánh tay trái của hắn vươn ra, hung hăng chụp lấy cái đầu trung tâm của Hiếu Cẩn. "Hiếu Cẩn sư tỷ, ta vừa mới tiến vào Kha Luân cảnh, quả thực không biết cách vận dụng lực lượng của Kha Luân cảnh. Đa tạ người đã chỉ điểm. Ngũ hành luân mở, vạn tượng luân mở, thần tài luân mở, âm dương luân mở, đạo nhất luân mở." Năm ngón tay trái của hắn rung động, ngũ hành luân ong một tiếng đã hiện lên trong lòng bàn tay. Ngay sau đó là vạn tượng luân, thần tài luân, âm dương luân, đạo nhất luân. Cuối cùng năm luân hợp nhất, một chưởng đánh thẳng xuống cái đầu trung tâm của Hiếu Cẩn. Pang một tiếng giòn vang, cái đầu này của nàng đã bị một chưởng của hắn đập vào trong lồng ngực. Lồng ngực nhất thời nhô lên một cái túi lớn. Ầm ầm. Thân thể Hiếu Cẩn bay thẳng xuống dưới, liên tục đụng vỡ hai tòa đại điện. Bụi bặm không ngừng lan tỏa, bị chôn vùi dưới một bức tường sụp đổ. Màn tràng diện này khiến cho rất nhiều tế ti và luyện khí sĩ bên ngoài thần cảnh nhìn tới mức trừng mắt cứng lưỡi. Công thủ biến hóa quá nhanh, trước một khắc đó Trung Nhạc vẫn còn bị Hiếu Cẩn mạnh mẽ hành hung, mà khoảnh khắc này kẻ bị hành hung lại chính là Hiếu Cẩn. Ai có thể nghĩ tới loại tình huống này đây? Có chút không bình thường. Trưởng lão đại tế ti của Sơn Thần Tộc nghiêng người về phía tế ti bên cạnh nói: "Theo lý mà nói, Trung Sơn Thị vừa mới mở ra năm đại bí cảnh nguyên thần, tu vi thực lực không có khả năng quá mạnh, khẳng định không bằng vị cường giả Khao Lên cảnh chính thống Hiếu Cẩn này. Mà hiện tại Hiếu Cẩn lại bị hắn áp ngược một bậc. Tình huống như vậy, tự hồ năm đại bí cảnh của hắn ta cũng không hề yếu hơn Hiếu Cẩn. Trong này có chút vấn đề." Mấy vị tế ti bên cạnh cũng nhao nhao gật đầu. So với Hiếu Cẩn, năm đại bí cảnh nguyên thần của Trung Nhạc nhỏ tới mức đáng thương, gần như có thể không đáng kể. Thế nhưng cổ quá chính là uy lực của năm đại bí cảnh nguyên thần của Trung Nhạc chất chứa lại chênh lệch không bao nhiêu so với Hiếu Cẩn. Ánh mắt bọn họ cay độc. Các luyện khí sĩ còn lại có thể nhìn ra Trung Nhạc trong lúc bất chợt chuyển bại thành thắng, chiếm được thượng phong, mà bọn họ lại nhìn thấy càng nhiều hơn một chút. "Ta biết rồi, là nghịch khai năm luân." Đại tế ti của quỷ thần tộc đột nhiên nói: "Vạn năm trước,
đã từng có nhân tộc nghịch khai năm luân, nhất cử tu thành thần, dẫn theo một đám nô lệ nhân tộc giết ra Tây Hoang, chém giết ma thần Thiên Tượng Lão Mẫu đang chiếm giữ tại Đại Hoang, sáng lập ra Kiếm Môn. Nhân tộc này chính là môn chủ đời đầu tiên của Kiếm Môn, nô lệ của Tây Hoang ta năm xưa. Tên Trung Sơn Thị này cũng đồng dạng với môn chủ đời thứ nhất Kiếm Môn, đều đã nghịch khai năm đại bí cảnh nguyên thần. Sau khi nghịch khai đã đạt được lực lượng siêu phàm thoát tục, cho nên mới có thể áp ngược Hiếu Cần một bậc như vậy. Trong lòng mấy vị đại tế ti còn lại khẽ động. Quỷ thần tộc cực kỳ cổ lão, trong thần miếu cất giấu không biết bao nhiêu cổ tịch. Đối với những đại sự phát sinh trên đại lục và hải dương, thậm chí cả hải ngoại đều có ghi chép. Năm xưa, môn chủ đời thứ nhất Kiếm Môn giết ra Tây Hoang cũng được tính là một kiện đại sự kinh thiên động địa. Một vị tế ti lẩm bẩm nói: nghịch khai năm đại bí cảnh nguyên thần sao? Thật sự có luyện khí sĩ có thể làm được chuyện này sao? Hơn nữa còn là một tên nhân tộc ư? Tên quỷ nhân tộc này không thể lưu được. Trong lòng các vị tế ti, đại tế ti lặng yên nói. Lúc bấy giờ trong thần cảnh, Trung Nhạc cất bước xông thẳng về phía Hiếu Cần. Kiếm thất thức không làm gì được ngươi, vậy thì thêm hai đạo nữa vậy, kiếm cửu thức. Thời điểm hắn phóng tới, đồng thời vân tay chỉ một cái, từng đạo tơ kiếm mỏng như sợi tóc ở trên không trung vũ động, xoạt xoạt chui vào trong đám bụi mù lan tỏa kia. Có tổng cộng tới 9 đạo kiếm khí cấu thành kiếm kiểu thức trong kiếm kén 64 thức bao phủ lấy Hiếu Cẩn trong đám bụi mù. Trong đó có thêm 2 đạo kiếm khí chính là âm dương nhị khí của hắn, đã được hắn luyện thành kiếm khí. Vừa rồi hắn chưa biết cách vận dụng lực lượng của năm đại bí cảnh, bởi vậy mới bị Hiếu Cẩn một đường hành hung, không có sức đánh trả. Mà hiện tại hắn đã từ trên người Hiếu Cẩn lĩnh ngộ ra biện pháp điều động lực lượng của năm đại bí cảnh, bởi vậy lập tức áp ngược Hiếu Cẩn. Không chỉ như vậy, hắn còn có những lĩnh ngộ và tâm đắc đối với từng cái bí cảnh khai luân cảnh của thành chủ Thánh Thành Yêu Tộc Sư Bất Dịch. Tâm đắc của một đời cự bá yêu tộc chân quý tới mức nào, thâm ảo tới mức nào đây? Tâm đắc của Sư Bất Dịch đủ để khiến cho hắn dùng tu vi khá thấp phát huy ra uy lực cực cao. Đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu nhất để cho hắn áp ngược lại Hiếu Cẩn. Kiếm kiểu thức vừa mới được hình thành, đã thấy vô số đá vụn tung bay, bức tường cự thạch và đá xanh kia liền bị cắt thành bột mịn, mơ hồ có huyết quang lóe lên. Cả hai cái đầu của Hiếu Cẩn không ngừng giống giận, đại địa ầm ầm chấn động. Nữ tử kia vậy mà đâm xuyên mặt đất, chui vào trong lòng đất để tránh né kiếm kiểu thức. 9 đạo kiếm khí chui vào lòng đất đuổi theo, vẫn là kiếm trận kiếm kiểu thức. Thế nhưng dù sao dưới lòng đất vẫn là dưới lòng đất, kiếm trận vận chuyển không còn linh hoạt như trên mặt đất nữa, không thể thành công vây khốn Hiếu Cẩn. Đúng lúc này, Trung Nhạc phi thân bay tới, sau lưng chợt hiện ra kim mô song rực, từng đạo kiếm vũ kim sắc phốc phốc chém thẳng xuống mặt đất trước mặt, giống như hai cái bánh răng phủ đầy mũi kiếm thật lớn, phát ra kim quang huyễn lệ, cắt cho đại địa không ngừng mở ra, chém thẳng về phía Hiếu Cẩn đang xuyên toa dưới lòng đất. Mà đất đá bị kiếm khí chém văng ra kia lại bị hỏa lực chất chứa trong kim mô rực thiêu đốt đến đỏ bừng, cơ hồ có dấu hiệu hòa tan ra. Trung Nhạc cất bước phóng như điên về phía trước, cặp cánh hóa thành hai cái bánh răng kim sắc thật lớn, không ngừng mà chém xuống. Một đường gặp thần miếu, cắt đôi thần miếu, gặp thần điện, cắt đôi thần điện. Những nơi hắn đi qua, nhà cửa ngả nghiêng. Mà lúc này Hiếu Cẩn nhanh chóng xuyên toa dưới lòng đất, phía sau chính là kiếm trận kiếm kiểu thức truy sát theo. Bên trên chính là từng đạo kiếm vũ chém thẳng xuống, bức cho nàng không thể dừng lại, chỉ có thể không ngừng đào thẳng về phía trước. Cuối cùng đại địa phá vỡ, Hiếu Cẩn mạnh mẽ chống đỡ đám kiếm vũ kim sắc kia bay thẳng lên không trung. Nàng dùng nhục thể cường hãn của chính mình chống đỡ đám kiếm vũ, nhất quyết muốn xông lên khỏi mặt đất. Thân thể của nàng bị từng đạo kiếm vũ kim sắc cắt cho toàn thân là máu, mà dưới chân của nàng chính là kiếm trận kiếm kiểu thức đuổi sát phía sau, đồng thời phá đất chu lên. Toàn thân của nàng mình đầy thương tích, bị đám kiếm vũ kim sắc và kiếm kiểu thức cắt đứt làn da, lưu lại từng đạo vết thương. Cũng may nhục thể của nàng cực kỳ cường đại, năm đại bí cảnh nguyên thần đồng thời mở ra, ngũ hành luân luyện hóa, âm dương luân phòng ngự, thần tài luân bổ sung khí huyết trị liệu thương thế, không để cho đám kiếm khí này uy hiếp tới tính mạng của chính mình. Khiếu nguyệt thần công, khiếu nguyệt hống. Sau lưng của Hiếu Cẩn, ba cái đầu ngao của nguyên thần bàn ngao đột nhiên mở miệng giống lớn,
Ba vầng trăng sáng từ trong ba cái miệng lớn của nguyên thần bản ngao bay ra, oanh kích về phía Trung Nhạc. Một cái đầu ngao trong đó hướng nguyệt hống lớn, vầng trăng đánh vào trong đám kiếm vũ. Vô số đạo kiếm vũ ầm ầm nổ tung. Cái đầu ngao thứ hai cũng hướng trăng mà hống lớn, kiếm kiểu thức nhất thời hỗn loạn. Trong lòng Trung Nhạc cả kinh, bàn tay thoáng giơ lên. Đúng lúc này, cái đầu ngao thứ ba hướng nguyệt hống lớn, khí tức Trung Nhạc đại chấn, bị ép cho không ngừng thối lui về phía sau. Mà những nơi đi qua, tiếng thét kia đi qua, gạch đá trên mặt đất tung bay tán loạn, bị chấn thành bột mịn, cày ra một cái hố to sâu tới mấy trượng. Ba tiếng giống qua đi, Trung Nhạc bị đánh lui về phía sau mấy trăm trượng. Tiếng thét chảy qua thần điện, đỉnh chóp thần điện bị đánh bay, đại điện bị cắt ra làm đôi. Tiếng thét chảy qua thần miếu cũng bị cắt thành hai nửa. Hai tay Trung Nhạc bị oanh kích tới mức bốc khói, làn da toàn thân sưng phù lên, huyết nhục mơ hồ. Nguyên thần chiến đấu của Hiếu Mang thần tộc quả nhiên danh bất hư truyền. Ở bên ngoài thần cảnh, từng gã luyện khí sĩ các tộc nhao nhao thở dài nói. Hiếu Cẩn đứng giữa không trung, vươn tay chụp về phía trong lồng ngực chính mình. Từ trong lồng ngực răng rắc một tiếng, kéo cái đầu của mình ra. Hai tay nàng ôm lấy cái đầu, máu chảy đầm đìa, xoay xoay mấy cái, nối lại đoạn xương cổ đã đứt gãy. Mà lúc này Trung Nhạc cũng đã đứng vững lại thân hình. Hai người một lần nữa cách không nhìn nhau, trong lòng không còn bất luận ý niệm xem thường đối phương nào nữa. Đây chính là kỳ phùng địch thủ, là ý nghĩa hiện tại ở trong lòng hai người bọn họ đang nghĩ. Bất quá thương thế của Hiếu Cẩn vẫn là nặng hơn một chút. Lúc trước khi chiến đấu, Trung Nhạc đã từng tra xét địa hình, nghiên cứu qua độ cứng vách tường của thần miếu và độ cứng của bùn đất. Lúc hắn bị hai chiêu công kích của Hiếu Cẩn đánh vào trong thần miếu, độ cứng của vách tường đã nằm trong kế hoạch của hắn, bởi vậy bị thương cũng không nặng lắm. Mà Hiếu Cẩn thì không có nghiên cứu, vừa rồi chui xuống lòng đất, nàng đã ăn phải một chút thiệt thòi. Từng đạo kiếm khí của Trung Nhạc đâm xuống, gần như đã đóng đinh nàng ở giữa lòng đất. Dưới tình huống kỳ phùng địch thủ, kẻ nào tâm tư kín đáo hơn, thương thế nhẹ hơn, kẻ đó sẽ chiếm được thượng phong. Đáng tiếc, ta không thể vận dụng yêu thần Minh Vương Quyết và lão nhẫn, bằng không sẽ bại lộ chuyện ra ta chính là Long Nhạc. Ta cũng không thể bại lộ Nguyệt Linh ra được, bằng không cũng sẽ bị người ta biết rõ chính ta đã giết đi Hiếu Sơ Tình. Cặp mắt của Trung Nhạc khẽ nhau lại. Về phần nguyên thần Đại Nhật Kim Ô, hắn hoàn toàn có thể tùy tiện sử dụng. Trong kiếm môn sớm đã có người hoài nghi hắn là Nhật Diệu Linh Thể đạt được Kim Ô Chi Linh. Chuyện này khẳng định không thể gạt được tai mắt của thần tộc. Không thể vận dụng yêu thần Minh Vương Quyết, Lưu Nhẫn cùng với Nguyệt Linh. Muốn giết chết ả nữ tử hùng tráng tới mức ngay cả tám vũ cũng bị tra lấn tới mức không còn này, thật sự có chút khó khăn rồi. Bất quá nam nhân chính là vì khó khăn mà sinh ra mà. Trung Nhạc chợt quát lớn một tiếng, sau lưng nguyên thần của hắn chợt bang một tiếng mở ra một cặp cánh. Nguyên thần Đại Nhật Kim Ô thôi động năm đại bí cảnh nguyên thần, chiến lực của nguyên thần chiến đấu của hắn cũng sắp sửa mở ra hết. Hiếu Cẩn sư tỷ, trong tên họ của hai người Hiếu Sơ Tình và Hiếu Sơ Ôn đều mang một chữ sơ, mà trong tên họ của ngươi và Hiếu Sơn cũng không có chữ sơ. Chẳng lẽ thân phận địa vị của các ngươi có chênh lệch hay sao? Ánh mắt của Trung Nhạc chợt chớp động, mỉm cười nói. Hiếu Cẩn chăm chú nhìn nguyên thần Đại Nhật Kim Ô sau lưng hắn, chỉ thấy năm vầng luân của nguyên thần đang chậm rãi chuyển động. Đây chính là dấu hiệu lực lượng của năm đại bí cảnh đang được thôi động. Nhưng lúc này ngay cả nàng cũng cần tạm thời điều chỉnh một chút, cho nên mới nhàn nhạt nói. Chữ sơ chính là thể hiện bối phận và thân phận. Trong tên họ có chữ sơ biểu hiện là kẻ đó xuất thân từ gia thế quý tộc, nhưng huyết mạch lại có chút không tinh thuần. Ngoài chữ sơ còn có chữ hiển. Trong tên họ kẻ nào mang theo chữ hiển, đó chính là thần tộc thần huyết thuộc về nhất mạch của trưởng lão Đại Tế Ti. Ồ, nói như vậy Hiếu Sơ Tình chính là xuất thân từ gia thế quý tộc rồi. Trung Nhạc khẽ mỉm cười nói. Ta ngược lại muốn biết nàng là Hiếu Mang thần tộc con gái của kẻ nào, không biết Hiếu Cẩn sư tỷ có thể nói một chút hay không? Người muốn điều tra bí mật từ chỗ của ta sao? Trong lòng Hiếu Cẩn khẽ động. Đúng lúc này, Đại Nhật Kim Ô sau người Trung Nhạc đột nhiên vỗ cánh bay lên, ngự hỏa phi hành, nhanh như tia chớp lao thẳng về phía nàng. Cùng lúc đó, bản thể Trung Nhạc cũng cất bước phóng vọt tới, tốc độ cực nhanh. So với tốc độ phi hành của nguyên thần Đại Nhật Kim Ô cũng không chậm hơn chút nào. Ngay tại trong nháy mắt, tâm thần Hiếu Cẩn dao động, khí thế đã thoáng xuất hiện một tia chấn động,
Bản thân của nàng là thần tộc, khí thế cường đại, giống như một tòa đại sơn hùng vĩ, khó có thể dễ dàng dao động. Nhưng nàng suýt chút nữa đã để lộ ra bí mật của Hiếu Sơ Tình, tâm thần thoáng dao động, khí thế cũng chấn động một chút. Khí thế của Trung Nhạc nhất thời nghiền ép tiến lên, muốn đẩy ngã tòa đại sơn này, san bằng hết thảy mọi thứ. Ngôn ngữ giao phong mặc dù không phải là nhân tố quyết định một trận chiến đấu, thế nhưng tuyệt đối có thể hóa thành vũ khí để cho chính mình đạt được ưu thế. Thân hình Trung Nhạc oanh một tiếng phá vỡ bức tường âm thanh, tốc độ càng lúc càng nhanh. Khoảng cách giữa hắn với Hiếu Cẩn chỉ có mấy trăm trượng xa, nhưng tốc độ của hắn lại đáng sợ tới mức siêu việt hơn tốc độ âm thanh, đạt tới gấp đôi tốc độ của âm thanh. Hai người còn chưa giao phong, khí thế cũng đã phát sinh va chạm. Trên không trung vang vọng thanh âm chói tai, giống như nhấc lên một cơn lốc vậy. Hiếu Cẩn lập tức cảm giác được khí thế của mình vừa mới va chạm với khí thế của Trung Nhạc đã gặp phải trùng kích, giống như bị nghiền ép vậy. Khí thế của chính mình không ngừng khuynh đảo, giống như lâu đài ngả nghiêng. Nếu khí thế chiến bại, tâm linh gặp phải trùng kích, tâm khảm nảy sinh lo sợ, thực lực bản thân phát huy ra cũng sẽ bị hạn chế. Khiếu Nguyệt thần công, Khiếu Nguyệt hống. Sau lưng Hiếu Cẩn, bốn chân nguyên thần bản ngao đạp chân từng vân từ dưới mà bay lên. Ba cái đầu ngao mở miệng giống lớn, ba vầng trăng sáng nhô lên xông thẳng về phía nguyên thần Đại Nhật Kim Ô. Đại Nhật vô cương, Hỏa Long Vũ. Nguyên thần Đại Nhật Kim Ô hét lớn một tiếng, mang theo thái dương chi hỏa cuồn cuộn phóng vọt tới. Đại hỏa giống như một vầng thái dương bao phủ phương viên vài dặm. Chỉ thấy trong vầng thái dương kia, từng con hỏa long thật lớn vũ động, mạnh mẽ nghiền ép ba vầng trăng sáng. Đám Kim Ô trong vầng thái dương mạnh mẽ vỗ cánh, ba vầng trăng sáng kia bị hút vào bên trong Đại Nhật, bị từng con hỏa long du động quay quanh, từ từ mài mòn uy năng của Khiếu Nguyệt Hống. Nguyên thần Đại Nhật Kim Ô vươn ra ba chảo, mạnh mẽ bóp nát ba vầng trăng sáng, sau đó lại mang theo liệt hỏa hừng hực và vô số hỏa long bay múa bốn phía, xông thẳng về phía nguyên thần bản ngao. Nguyên thần bản ngao giống giận một tiếng, phóng người nhảy vào bên trong vầng thái dương kia, điên cuồng chém giết với Kim Ô. Ba cái đầu lâu bản ngao không ngừng giống lớn, năm vầng luân sau lưng không ngừng chuyển động, từng loại thần thông không ngừng bắn ra chống lại công kích của đám hỏa long tới từ bốn phía. Mà vào lúc này, Trung Nhạc cũng đồng thời xông tới. Kim Ô song rực sau lưng không ngừng chấn động, vô số đạo kiếm vũ vô cùng huyễn lệ phốc phốc bay ra, ở giữa không trung phát ra quang mang huyễn lệ, chém thẳng xuống thân thể của Hiếu Cẩn. Thân hình Hiếu Cẩn cực nhanh lùi về phía sau, một cái đầu của nàng chợt mở miệng quát lớn một tiếng, liền thấy từng đạo vách tường từ dưới lòng đất phá đất chui lên. Trên vách tường phủ chẳng chịt những văn lộ đồ đằng của Hiếu Mang thần tộc. Mỗi khi nàng lùi về phía sau một bước, liền có một bức tường chui lên. Nàng không ngừng lùi về phía sau, vô số đạo vách tường cũng ầm ầm chui lên. Trong khoảnh khắc đã có hơn 10 đạo vách tường phá đất chui lên, chắn lại giữa nàng và Trung Nhạc. Rầm rầm rầm. Từng đạo vách tường nháy mắt liền chia năm xẻ bảy. Tốc độ của Trung Nhạc không giảm chút nào, một đường đụng nát từng đạo vách tường. Mà ở trên không lại là từng đạo kiếm khí hỏa hồng sắc lướt qua đám tầng cao, phốc phốc không ngừng chém về phía Hiếu Cẩn. Đám long lân bị chém đứt trên bề mặt làn da Hiếu Cẩn rất nhanh đã tự sinh trưởng ra lân phiên mới. Đám kiếm vũ kia vừa chém xuống, ba cái đầu của Hiếu Cẩn liên tục quan tưởng ra thần thông chống lại đám kiếm vũ dập trời ngập đất kia. Hai chân của nàng cũng không ngừng lùi nhanh về phía sau, tầng tầng vách tường vẫn như cũ chu lên ngăn cản Trung Nhạc đang cực nhanh công giết tới. Thực lực của nàng quả thật vô cùng kinh người, mặc dù khí thế đã bị áp chế nhưng vẫn như cũ thể hiện ra chiến lực cực kỳ mạnh, phòng ngự kín không kẽ hở. Nàng đang chờ đợi khoảnh khắc khí thế của Trung Nhạc suy sụp, đó chính là thời khắc nàng phản kích. Lần đầu mạnh mẽ, lần thứ hai suy giảm, lần thứ ba cạn kiệt. Luyện khí sĩ giao đấu, nếu hắn nhất cố tắc khí vẫn không làm gì được ta, khí thế sẽ lập tức suy giảm, lúc đó chính là thời điểm ta chấn chỉnh lại cờ trống, phát động phản kích lại. Trong lòng Hiếu Cẩn thầm nghĩ, nàng có tới ba cái đầu, chỗ tốt này thật sự quá lớn. Ba cái đầu đồng thời thôi động thần thông, tốc độ chính là gấp ba lần những luyện khí sĩ kia. Cho dù công kích của Trung Nhạc có cuồng bạo đến đâu đi chăng nữa, nàng cũng hoàn toàn có thể chống lại. Kiếm kiểu thước. Từng đạo tơ kiếm xoắn giết tới chính là kiếm kiểu thước của Trung Nhạc. Chín đạo tơ kiếm đồng thời công kích. Ngũ hành luân. Hiếu Cẩn quát lớn một tiếng,
dùng ngũ hành luân mà trấn trụ ngũ hành kiếm khí trong kiếm kiểu thức, dễ dàng phá vỡ kiếm kiểu thức. Những tơ kiếm còn lại lập tức biến thành kiếm tứ thức, nhưng uy lực đối với nàng đã không còn lớn như kiếm kiểu thức nữa. Hiếu Cẩn sư tỷ, phụ thân của Hiếu Sơ Tình rốt cuộc là ai đây? Nhất định là một đại nhân vật của Hiếu Mang thần tộc các ngươi rồi. Địa vị của vị đại nhân vật này hẳn là cực lớn rồi, bằng không khí tức của ngươi cũng sẽ không dao động bị ta chiếm thượng phong như vậy. Trung Nhạc vẫn đang không ngừng phá tầng lao tới, thanh âm từ phía sau mấy cái vách tường truyền tới, rõ ràng chui vào trong tai của Hiếu Cẩn. Chỉ là nghĩ tới tên họ của hắn đã có thể khiến cho khí tức của ngươi dao động như vậy, chỉ có trưởng lão đại tế ti mà thôi. Cho nên Hiếu Sơ Tình chính là con gái của trưởng lão đại tế ti Hiếu Mang thần tộc, có phải không nào? Trong lòng Hiếu Cẩn nhất thời đại chấn, một bức tường trước mặt nàng đột nhiên chia năm xẻ bảy, thân ảnh Trung Nhạc như thần như ma từ trong bụi mù lao ra, xuất hiện ngay trước mặt của nàng. Trung Nhạc đánh tới một trường, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, bàn tay chém mạnh về phía cổ của Hiếu Cẩn. Ngũ hành kiếm khí vốn đã bị Hiếu Cẩn dùng ngũ hành luân chấn áp xuống, nhất thời bay lên, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Lại nói cho người biết một bí mật vậy. Năm đạo kiếm khí ngưng tụ lại, biến thành một đạo kiếm quang vô cùng sắc bén. Hiếu Cẩn vội vàng né tránh, chợt nghe Trung Nhạc thấp giọng nói: Hiếu Sơ Tình chính là do ta giết đấy. Tâm tình của Hiếu Cẩn nhất thời đại chấn, khí tức tan rã, thần thông hỗn loạn, không thể quan tưởng ra nổi. Xoẹt! Một cái đầu bay thẳng lên cao, bị Trung Nhạc mạnh mẽ chém bay. Cái đầu chính giữa của Hiếu Cẩn bay lên thật cao, bốn con mắt của hai cái đầu còn lại đều lộ ra thần sắc không thể tin nổi. Cái đầu bên trái đang muốn mở miệng hô to, truyền cái tin tức kinh người chính mình vừa mới nghe được này lại cho cao tầng Hiếu Mang thần tộc bên ngoài thần cảnh, nhưng đã thấy một tay còn lại của Trung Nhạc nắm lại thành quyền, một quyền đấm thẳng vào trong miệng của nàng, đánh tới mức hàm răng của nàng nhao nhao gãy rụng. Tay trái Trung Nhạc nắm lại thành quyền, nắm tay cắm thẳng vào trong miệng Hiếu Cẩn, năm ngón tay mạnh mẽ mở ra, không ngừng búng ra liên tục. Sau cái đầu này của Hiếu Cẩn nhất thời bắn ra năm đạo máu tươi, phần gáy bị xuyên thủng. Trung Nhạc lại giơ tay lên, dùng tay làm đao, phốc một tiếng cắt cái đầu này của nàng thành hai nửa. Đại tế tí! Cái đầu còn lại của Hiếu Cẩn mở miệng hô lớn, Trung Nhạc đột nhiên xoay người lại, trở tay bắn ra một đạo kiếm khí, đâm thẳng vào trong mi tâm của nàng, nhẹ nhàng xoáy một cái, lực lượng ngũ hành bạo phát, chấn cho đại não của Hiếu Cẩn thành bột mịn. Một chiêu bái, toàn bộ đều bái. Tin tức nói cho ngươi biết, một cái so với một cái càng chấn động hơn. Tâm thần của ngươi bị ta khiến cho rối loạn, ý niệm trong đầu quá nhiều, không thể quan tưởng ra thần thông, cho nên ngươi phải chết. Trung Nhạc thu hồi kiếm khí, nguyên thần bản ngao đang giao chiến với nguyên thần đại nhật kim mô ở giữa không trung nhất thời dừng lại, thần tình dại ra, bị nguyên thần đại nhật kim ô xé nát nuốt chửng. Cho dù ngươi chết đi cũng không chuyển sang được bất cứ tin tức gì, đây mới là điểm mấu chốt nhất kìa. Trung Nhạc thu hồi nguyên thần, từng bước tiến lên, đi ra khỏi thần cảnh. Sau khi hai chân đạp lên mặt đất, mới khom người về phía Phong Sấu Trúc bình thản nói: Trưởng lão, đệ tử may mắn không làm nhục mệnh đã thắng được ván này. Phong Sấu Trúc gật đầu, cũng không nói thêm lời nào, mà sắc mặt thoáng tái xanh, nhìn về phía đại tế ti của Hiếu Mang thần tộc, lạnh giọng nói: Hiếu sư huynh, Hiếu Sơ Tình là con gái của ngươi sao? Ngươi có thể nói cho lão phu biết đây rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra hay không? Nụ cười trên mặt đại tế ti của Hiếu Mang thần tộc cứng ngắc, không biết nên nói cái gì. Phong Sấu Trúc cười lạnh nói: Nếu Hiếu Sơ Tình chỉ là một nữ nhân Hiếu Mang thần tộc bị ghẻ lạnh bình thường, vậy thì cũng coi như xong. Nhưng nếu nàng là con gái của đại tế ti, lại xếp vào trong kiếm môn ta làm gian tế, như vậy chuyện này chính là Hiếu sư huynh ngươi không đúng rồi. Đại tế ti của Xuân thần tộc cũng cười ha hả nói: Hiếu sư huynh quả nhiên đủ ngoan độc, đủ âm hiểm mà. Ngay cả con gái của chính mình cũng phái tới kiếm môn nhân tộc mà làm gian tế, sau đó lại xuất thủ giết chết con gái của mình, quay sang vấn tội kiếm môn, buộc người ta phải cắt đất đền người. Quả thật là kế hay, bội phục, bội phục. Lời này của hắn càng ngoan độc hơn, thoáng cái đã đem cái chết của Hiếu Sơ Tình đổ luôn lên trên đầu của đại tế ti Hiếu Mang thần tộc, hung hăng hất một chậu nước bẩn cực kỳ âm hiểm. Sơn thần tộc và Hiếu Mang thần tộc
vốn là quan hệ cạnh tranh gay gắt, giữa hai tộc vẫn thường phát sinh những chuyện bất hòa. Lần này bắt được cơ hội ngàn năm một thuở này, Sơn thần tộc tự nhiên là muốn hung hăng nhục nhã hiếu mang thần tộc một phen. Ánh mắt đại tế ti của thần nha tộc cũng chấp động nói: cái chết của Hiếu sơ tình có lẽ cũng không phải là hành động của Hiếu sư huynh, cũng có thể là còn có thế lực thứ ba muốn khiến cho nhân tộc và Hiếu mang thần tộc tranh đấu lẫn nhau, ngồi thu lợi ngư ông. Bất quá Hiếu sư huynh an bài nữ nhi của chính mình vào trong kiếm môn, hẳn là đã nghĩ tới kiếm môn không có khả năng để cho loại chuyện tình này phát sinh. Lần này Hiếu sư huynh ngươi làm hơi có chút ám muội rồi. Hắn cũng vui vẻ nhìn thấy đại tế ti Hiếu mang thần tộc ăn thiệt thòi, vừa giúp hắn nói chuyện lại muốn chèn ép một chút. Đại tế ti quỷ thần tộc cũng mỉm cười nói: lần này Hiếu sư huynh làm quả thật hơi quá mức một chút rồi. Đại tế ti Hiếu mang thần tộc hừ lại một tiếng, lạnh nhạt nói: Hiếu sơ tình là nữ nhi của ta sao? Đây chẳng qua là lời nói một bên của tiểu bối kiếm môn mà thôi. Các ngươi tình nguyện tin hắn sao hay là tin ta đây? Ta nói nàng không phải, như vậy nàng tuyệt đối không phải. Ai có thể chứng minh Hiếu sơ tình là nữ nhi của ta đây? Bốn phía một mảnh lặng ngắt như tờ, không ai nói thêm lời nào nữa. Đại tế ti của Sơn thần tộc cũng chỉ đành phẫn nộ im miệng, ngồi sang một bên. Thân phận địa vị của đại tế ti Hiếu mang thần tộc là đẳng cấp gì đây? Trung nhạc lại là đẳng cấp gì đây? Cả hai căn bản là không ở trên cùng một đẳng cấp. Lời nói của đại tế ti Hiếu mang thần tộc là khuôn vàng thước ngọc, mà lời nói của Trung nhạc thì bị người ta xem như là cái đánh rắm. Đừng nói Trung nhạc chỉ là suy đoán, cho dù bản thân Hiếu Cẩn ở trước mặt mọi người thừa nhận Hiếu sơ tình chính là con gái của đại tế ti thì cũng là vô dụng. Chỉ cần đại tế ti Hiếu mang thần tộc không thừa nhận, kẻ nào cũng không cách nào bức hắn phải thừa nhận cả. Làm tốt lắm. Phong Số Trúc lặng yên giơ ngón tay về phía Trung nhạc, phất tay ý bảo hắn lui xuống. Hiển nhiên hắn cũng không bởi vì chuyện đại tế ti của Hiếu mang thần tộc không thừa nhận Hiếu sơ tình là nữ nhi của chính mình mà ảnh hưởng tới tâm tình. Trung nhạc đã làm rất tốt, mặc dù đại tế ti Hiếu mang thần tộc không chịu thừa nhận, nhưng kẻ sáng suốt đều có thể thấy được cái chết của Hiếu sơ tình vẫn là Hiếu mang thần tộc đối lý. Vốn dĩ lúc đầu Hiếu mang thần tộc vẫn tội kiếm môn là có tình có lý, cho dù Hiếu mang thần tộc có săn bằng kiếm môn đi chăng nữa, các thế lực kia cũng không có lời nào để nói. Nhưng hiện tại thì không còn dễ dàng như vậy nữa rồi. Trung nhạc không ngờ lui xuống, đột nhiên cảm giác giống như có một cây châm đâm thẳng vào sau lưng chính mình. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, đã thấy ánh mắt của đại tế ti Hiếu mang thần tộc đang nhìn chằm chằm về phía hắn, trong lòng không khỏi nghiêm nghị. Lão gia hỏa này đã triệt để đậu sát cơ với ta rồi. Tả Tương Sinh đột nhiên bước về phía trước một bước, ngăn cản giữa Trung nhạc và ánh mắt của đại tế ti Hiếu mang thần tộc. Miễn cho đại tế ti Hiếu mang thần tộc thi triển thủ đoạn quỷ dị gì đó tổn thương tới nguyên thần của Trung nhạc. Trong lòng của Trung nhạc nhất thời cảm kích, thấp giọng nói: xin đa tạ Tả đừng chú. Ngươi và ta đều là luyện khí sĩ kiếm môn, đồng khí liên chi, cần gì phải cảm ơn. Tả Tương Sinh lạnh nhạt nói: đồng khí liên chi sao? Trong lòng Trung nhạc khẽ động, chỉ thấy những lời này của Tả Tương Sinh tràn đầy thâm ý sâu sắc. Tả Tương Sinh cũng là cảm ngộ nhật linh, bất quá không phải là đại nhật kim ô mà là đại nhật hỏa nha. Mặc dù không thể so sánh với đại nhật kim ô, nhưng Tả Tương Sinh đã tu luyện đại nhật hỏa nha tới cảnh giới cực kỳ lợi hại. Tả Tương Sinh đạt được đại nhật hỏa nha, tu thành nguyên thần đại nhật hỏa nha, đây cũng là một chuyện cực kỳ quái lạ. Ở trong kiếm môn căn bản không có điều kiện tu thành loại linh này. Tả Tương Sinh có thể luyện thành nguyên thần đại nhật hỏa nha nhất định là có kỳ ngộ khác. Điền Duyên Tông nhìn về phía Tả Tương Sinh thấp giọng nói: trận thứ tư là một trận đấu cực kỳ quan trọng, nếu kiếm môn chiến thắng được ván này chính là 3 thắng, trận đấu cuối cùng có đấu nữa cũng không quan trọng nữa rồi. Nếu như chiến bại vậy thì 10 phần nguy hiểm. Trận thứ năm ta căn bản là không thắng nổi luyện khí sĩ đan nguyên cảnh của Hữu Mang thần tộc. Tả Tương Sinh lạnh nhạt nói: người yên tâm, có ta ở đây, ngươi không cần phải đánh trận thứ năm đâu. Trận thứ tư là địa hình hải dương cực kỳ bất lợi đối với ngươi. Điền Duyên Tông thấp giọng nói: nguyên thần của ngươi là hỏa thuộc tính, địa hình hải dương này vừa vặn có sự áp chế đối với nguyên thần của ngươi, nhất định là đại tế ti của Hiếu mang thần tộc
cố ý tranh thủ địa hình, chuyên môn dùng để đối phó nguyên thần đại nhật hỏa nha của ngươi rồi. Tả Tương Sinh gật đầu nói, bản thân ta danh tiếng vang xa, đại tế ti hiếu mang thần tộc, nhất định là đã do thám được hết thảy mọi bản lĩnh của ta, tranh thủ dùng loại địa hình này để chèn ép ta, nhưng bây giờ cũng không có bất cứ tác dụng gì nữa cả. Lúc này gã tế ti áo bào trắng tế khởi thần cảnh kia đã mở miệng nói, trận thứ tư địa hình hải dương, mời luyện khí sĩ tham chiến của kiếm môn và hiếu mang thần tộc chuẩn bị, các ngươi có thời gian một khắc đồng hồ làm quen với địa hình địa lý nơi đây. Tả Tương Sinh cất bước tiến lên, cùng lúc đó đệ tử của đại tế ti hiếu mang thần tộc Hiếu Sơ Sơn cũng cất bước tiến lên. Hai gã luyện khí sĩ đều là cường giả linh thể cảnh, cũng đã tu luyện cảnh giới linh thể cảnh tới đại viên mãn. Tả Tương Sinh lại càng đã mạnh mẽ áp chế cảnh giới của mình, không để cho mình đột phá lên đan nguyên cảnh. Mà trong thiên họ của Hiếu Sơ Sơn có chữ Sơ, nói rõ huyết thống của hắn cực cao, so với huyết thống của đám thần tộc bọn Hiếu Cẩn càng cao hơn một bậc. Thần tộc huyết thống càng cao sẽ càng cường đại, đây chính là thưởng thức. Đối thủ trận chiến này của Tả Tương Sinh cũng không dễ đối phó chút nào. Hai người nhanh chóng tiến vào thần cảnh, chỉ thấy lúc này thể tích thần cảnh đã lớn hơn rất nhiều lần, phương viên có tới hơn 400 dặm. Đây là một mảnh đại dương mênh mông bát ngát, trên mặt biển chỉ lác đác mấy hòn đảo nhỏ. Đây là bởi vì lần này giao chiến chính là hai luyện khí sĩ linh thể cảnh. Linh thể cảnh đã thuộc về luyện khí sĩ cấp bậc trung tầng, thực lực so với đám luyện khí sĩ thoát thai cảnh, kha luân cảnh thì cường đại hơn rất nhiều lần. Vốn dĩ phương viên hơn trăm dặm đã có thể để cho cường giả kha luân cảnh thỏa thích đánh một trận, nhưng đối với cường giả linh thể cảnh 100 dặm thì là quá nhỏ, 400 dặm mới có thể xem như là đủ. Tả Tương Sinh sau khi tiến vào thần cảnh chỉ đảo mắt quan sát bốn phía một vòng, liền không kiểm tra địa hình nữa, bởi vì thuộc tính nguyên thần của hắn là hỏa hệ, khiến cho hắn có chút không thích đối với nước. Mặt biển mênh mông bát ngát này khiến cho hắn vô cùng khó chịu. Mà đối thủ của hắn Hiếu Sơ Sơn lại quan sát địa hình vô cùng nghiêm túc. Hắn chui vào trong biển, quan sát xu thế núi non dưới đáy biển, kiểm tra dòng chảy của hải lưu. So ra Hiếu Sơ Sơn càng lộ ra vẻ cẩn thận, mà Tả Tương Sinh thì lại có chút khinh suất. Ở bên ngoài thần cảnh, Phong Xấu Trúc không khỏi khẽ nhíu mày, có chút bất an. Mặc dù Tả Tương Sinh là đệ nhất nhân linh thể cảnh, nhưng dù sao cũng chỉ là đệ nhất nhân linh thể cảnh của kiếm môn ta mà thôi. Hắn có thể chiến thắng được Hiếu Sơ Sơn hay không vẫn còn là ẩn số chưa biết được. Hiện tại hắn lại khinh suất như vậy, cho dù là có chút phần thắng, như vậy cũng sẽ giảm xuống không ít rồi. Thời gian một khắc đồng hồ trôi qua rất nhanh. Gã tế ti áo bào trắng kia lớn tiếng hạ lệnh, Tả Tương Sinh và Hiếu Sơ Sơn cũng không lập tức động thủ, mà trước tiên thi triển ra linh thể hợp nhất. Linh thể hợp nhất là nguyên thần chiến đấu hợp làm một với thân thể, biến thành một loại hình thái chiến đấu chưa từng có. Nguyên thần càng mạnh, sức chiến đấu sẽ càng mạnh. Nguyên thần chiến đấu vốn đã cực kỳ cường đại, bây giờ lại tương dung với thân thể, đạt tới tình trạng hợp hai làm một, lại sẽ kinh người tới mức nào đây. Nguyên thần của Hiếu Sơ Sơn không ngoại lệ chính là bản ngao. Ba cái đầu ngao thân người chiều cao tới hơn 20 trượng. Lúc này thân thể và nguyên thần hợp hai làm một, chỉ thấy thân thể của hắn cũng hóa thành hơn 20 trượng, đỉnh thiên lập địa, đứng thẳng trên mặt biển. Cái miệng trên ba cái đầu thon dài, tay cầm một cây đại thương, giống như một tôn thần nhân ba đầu vậy. Tả Tương Sinh thì thân thể hóa thành một vị thần nhân, đầu chim thân người, chân chim hai cánh, chân đạp biển lửa, dưới chân phát ra liệt hỏa ngực. Chỉ trong nháy mắt đã thiêu đốt phiến hải dương phía dưới, khiến cho nhiệt khí bốc lên sùng sục sùng sục. Bên ngoài thần cảnh, rất nhiều luyện khí sĩ các tộc nhìn thấy một màn này, không ngừng tán thán sự đáng sợ của cường giả linh thể cảnh. Đột nhiên sắc mặt trưởng lão đại tế ti của thần nha tộc khẽ biến, nhìn về phía đại hỏa lan tỏa dưới chân Tả Tương Sinh. Không đúng, ngọn lửa này, khoan hãy chiến đấu đã nào. Hắn bỗng nhiên đứng bật dậy, hừ lạnh một tiếng, cao giọng nói, Tả Tương Sinh, kẻ 15 năm trước đánh cắp hỏa chủng của chúng ta, có phải là ngươi hay không? Lời nói vừa ra, bốn phía nhất thời một mảnh xôn xao, không biết bao nhiêu ánh mắt nhao nhao nhìn về phía đại tế ti của thần nha tộc. Gã tế ti áo bào trắng kia vội vàng để cho chiến đấu tạm dừng, trong lòng Phong Xấu Trúc nhất thời nhảy lên. Thời điểm mấu chốt này đột nhiên xảy ra loại chuyện tình này, chỉ sợ sẽ có chút không ổn.
10 năm trước, Tả Tương Sinh còn chưa phải là luyện khí sĩ. Sau khi hắn chạy ra ngoài du lịch ở các khoang một vòng trở về thì đã là luyện khí sĩ rồi. Lẽ nào lúc đó tiểu tử này đã chạy tới lãnh địa của thần nha tộc Tây Hoang, cuối cùng còn sống trở về, thậm chí còn đánh cắp hòa chúng của thần nha tộc sao? Trong lòng hắn thầm nghĩ, sắc mặt đại tế ti thần nha tộc thì trầm xuống nói: Thần nha tộc ta thu thập thái dương tinh hóa, hao tốn thời gian suốt 10000 năm đằng đẵng mới tinh luyện ra một quả hỏa chúng. 10 năm trước, quả hỏa chúng kia đột nhiên biến mất đi. Tra xét như thế nào cũng không thể tra ra hỏa chúng đã bị kẻ nào đánh cắp được. Tả Tương Sinh, thái dương tinh hỏa của ngươi cực kỳ bá đạo, căn bản không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi tu luyện tới loại tình trạng này. Nói, thái dương tinh hỏa của ngươi rút cuộc là từ đâu mà có? Trong mắt đại tế ti Hiếu Mang thần tộc lộ ra thần sắc vui vẻ, thấp giọng nói với một gã tế ti áo màu trắng bên cạnh: Cho dù kiếm môn có thắng ván này cũng chưa chắc đã hoàn toàn chiến thắng, thậm chí nói không chừng thần nha tộc cũng sẽ lên thủ với chúng ta cùng nhau diệt trừ kiếm môn. Bản thể của thần nha tộc chính là hỏa nha, là thần tộc trời sinh khống hỏa. Hỏa chủng do thần tộc này dùng thời gian suốt 10000 năm đằng đẵng thu thập mới ngưng tụ ra được, nhất định là cực kỳ đáng sợ, cực kỳ quý trọng. Chuyện tình hỏa chủng bị kẻ gian đánh thấp, thần nha tộc xem là một chuyện vô cùng nhục nhã, cho nên không có lan truyền ra ngoài. Nhưng tai mắt của những thần tộc khác đông đảo vẫn là biết được một chút, không nghĩ tới hiện tại lại tìm được kẻ đã trộm hỏa chủng kia. Trong lòng của Phong Sấu Trúc âm thầm kêu khổ. Tả Tương Sinh nhận được nhật linh tu thành nguyên thần đại nhật hỏa nha đầu chim thân người, vốn dĩ đã khiến người ta nghi ngờ là hắn có quan hệ với thần nha tộc. Thậm chí trưởng lão hội của kiếm môn cũng đã từng bởi vì chuyện này mà điều tra qua hắn. Về sau bởi vì không tra được bất cứ nghi vấn gì, lúc này mới xem như bỏ qua. Không nghĩ tới hắn lại là đánh cắp hỏa chủng của thần nha tộc, cho nên mới tu thành nguyên thần đại nhật hỏa nha. Trong lòng đám người Điền Duyên Tông, Trung Nhạc cũng thầm kêu lên một tiếng không ổn. Tinh thần lực của Điền Duyên Tông ba động truyền âm cho đám người: Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, có thể sẽ phát sinh biến cố. Đợi lát nữa nếu thật sự phải động thủ, chúng ta chia nhau ra giết Hiếu Mang thần miếu. Về phần có thể sống sót chạy khỏi Hiếu Mang thần tộc và Tây Hoang hay không thì... Khóe mắt của hắn thoáng nhảy lên mấy cái, thở ra một ngụm chọc khí: Thì phải xem vận khí của các vị rồi. Sắc mặt của đám người Thích Phong, Quân Lục Đường, Lôi Đằng thảm đạm, trầm lặng không nói lời nào. Sự tình phát sinh như thế này căn bản là không một kẻ nào từng nghĩ tới. Nếu Tả Tương Sinh thật sự là kẻ đánh cắp hỏa chủng của thần nha tộc, như vậy việc này chính là khó bình ổn. Trong lòng Trung Nhạc cũng không khỏi phanh phanh nhảy loạn, lặng lẽ cầm lấy ngọc thủ thon dài của Khâu Cấm Nhi, tâm loạn như ma. Làm sao bây giờ? Nên làm gì bây giờ? Làm sao mới có thể giết ra Hiếu Mang thần tộc đây? Tân Hóa, người có biện pháp gì không? Trong thức hải của hắn, Tiểu Đồng Tân Hỏa lại không chút lo lắng nào, bộ dạng trái lại cực kỳ hưng phấn, không ngừng nhảy nhót vui vẻ nói: Dưới lòng đất của Hiếu Mang thần miếu này cũng có một cái cấm khu ma hồn, Nhạc tiểu tử, đợi lát nữa phát sinh đánh nhau, chúng ta cứ việc chui xuống lòng đất tiến vào cấm khu ma hồn, ta sẽ thả đám ma hồn bên dưới ra, chắc chắn sẽ khiến cho Hiếu Mang thần tộc cực kỳ náo nhiệt. Trung Nhạc nghe hắn nói vậy nhất thời ngẩn ra, trong lòng khó có thể tin nổi. Sao? Dưới lòng đất Tây Hoang cũng có cấm khu ma hồn sao? Ừ, không sai, hẳn là ngôi mộ tuấn táng thứ ba của tòa đại mộ kia rồi. Bên trong đồng dạng cũng chôn không biết bao nhiêu là thần ma. Tân Hỏa hăng hái bừng bừng nói: Dưới lòng đất kiếm môn không thể đào, dưới lòng đất hãm không thành thì không có thời gian đi đào. Thế nhưng cấm khu ma hồn ở dưới lòng đất Thiếu Mang thần tộc này, đào một chút thôi hẳn là không có bao nhiêu vấn đề cả. Trung Nhạc hít vào một hơi thật dài, trong lòng thầm nghĩ: Chỉ có thể như thế thôi, chứ là nếu thật sự đánh nhau, đám người kiếm môn ta lần này tới đây sợ rằng không còn mấy người có thể sống sót trở ra được. Lúc này Phong Sấu Trúc đã gấp gáp đứng lên, nghiêm mặt nói: Sư huynh, trong này nhất định là có điều hiểu lầm gì đó rồi. Không, khí tức của Thái Dương Tinh Hóa ta tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Đại tế ti thần nha tộc giơ tay lên nghiêm mặt nói:
Nếu hắn không phải là kẻ đã trộm hỏa chúng, vậy thì chuyện này không có vấn đề gì. Nhưng nếu chính là hắn ta, như vậy thần nha tộc ta nhất định phải truy cứu. Sấu Trúc huynh đắc tội rồi. Hắn đã nói như vậy, Phong Sấu Trúc cũng không thể làm gì hơn, chỉ đành nhìn về phía Tả Tương Sinh nói: Tả đừng chú, mau ra đây giải thích một phen với đại tế ti của thần nha tộc đi. Trong lòng hắn cũng đã làm ra tính toán sâu nhất. Nếu Tả Tương Sinh quả thật là kẻ đã đánh cắp hỏa chủng của thần nha tộc, như vậy bọn họ liền trực tiếp giết ra Hiếu Mang thần miếu. Tả Tương Sinh tản đi hình thái thần nha, cất bước rời khỏi thần cảnh. Chỉ mấy bước đã đi tới trước mặt đại tế ti của thần nha tộc, không người nói: Bái kiến đại tế ti. Đại tế ti của thần nha tộc khẽ gật đầu, sắc mặt không tốt hơn chút nào. Đứng lên đi, có phải trên người của ngươi đang có hỏa chủng của thần nha tộc ta hay không? Đúng vậy. Tả Tương Sinh rất dứt khoát nói. Phong Sấu Trúc ở bên cạnh cơ hồ là nhảy dựng lên, suýt chút nữa đã xuất thủ cứu người. Nhưng đại tế ti của thần nha tộc đã lạnh nhạt nói: Sấu Trúc huynh bình tĩnh một chút, đừng vội. Tả Tương Sinh, ta hỏi ngươi, địa phương thần nha tộc ta cất giữ hỏa chúng có tầng tầng phong ấn, hơn nữa thủ vệ nghiêm mật, ngươi làm sao có thể đánh cắp được hỏa chúng? Nào ngờ Tả Tương Sinh lại lắc đầu nói: Ta không hề đánh cắp hỏa chúng, mà là thần nữ của thần tộc đã tặng cho ta. Đại tế ti của thần nha tộc nhất thời ngẩn ngơ, thất thanh hỏi: Sao? Thần nữ tặng cho ngươi? Nữ nhi của ta tặng hỏa chủng cho ngươi sao? Ồ, hóa ra thần nữ lại chính là Lệnh Ái. Tả Tương Sinh thoáng chần chừ một chút, cuối cùng cũng nói: 10 năm trước, ta ngây ngây ngốc ngốc, tự nghĩ không thể tu thành luyện ký sĩ được, bởi vậy mới hành tẩu bốn phương thử thầy vấn. Trong lúc bất chi bất giác, vậy mà đi tới Tây Hoang, bị Lệnh Ái bắt làm lô lệ, lưu giữ bên cánh, hầu hạ sinh hoạt thường ngày của nàng. Sau đó... Hắn lại chần chừ một chút, sau đó tiến hành truyền âm cho đại tế ti thần nha tộc. Những người khác chỉ nhìn thấy sắc mặt đại tế ti thần nha tộc âm tình bất định, lúc xanh lúc trắng, lúc thì lan tỏa sát khí, lúc thì sát khí biến mất, lúc thì nhíu chặt cặp mày, lúc thì cặp mày giãn ra. Một màn này khiến cho đám người hết sức tò mò, không biết Tả Tương Sinh đã nói cái gì với hắn. Thì ra là vậy. Cuối cùng, đại tế ti thần nha tộc thở dài một tiếng, nhìn chằm chằm Tả Tương Sinh một hồi, nhàn nhạt nói: Cháu ngoại của ta rất muốn gặp ngươi một lần. Tả Tương Sinh nhất thời chấn động, thất thanh nói: Sao? Ta có con trai rồi sao? Đại tế ti thần nha tộc lướt nhìn bốn phía một vòng, chỉ thấy đám trưởng lão tế ti bốn phía đều đang nghiêng tai lắng nghe. Trên mặt bọn họ ai nấy cũng đều lộ ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ. Hắn không khỏi có chút chán nản, cười lạnh nói: Cháu ngoại của ta mặc dù đúng là con trai của ngươi, nhưng ngươi muốn trở thành con rể của thần nha tộc ta thì còn phải xem bản lĩnh của ngươi nữa kìa. Chuyện tình hòa chúng ta cũng không truy cứu tiếp nữa, nhưng ngươi muốn cưới nữ nhi của ta làm vợ, thân phận địa vị của ngươi hiện tại vẫn còn chưa đủ. Nếu muốn kết hôn, hãy lấy ra thân phận địa vị và bản lĩnh tương xứng rồi hãy nói tiếp đi, đừng nghĩ tới chuyện không cưới. Nếu ngươi không cưới, ta sẽ đánh chết ngươi. Phong Sấu Trúc ở bên cạnh cũng nghe vô cùng rõ ràng, trong lòng không khỏi vừa mừng vừa sợ, âm thầm giơ ngón tay cái với Tả Tương Sinh, mỉm cười nói: Sư huynh, nhi nữ tình trường cũng là chuyện thường tình xảy ra mà. Người câm miệng cho ta. Đại tế ti thần nha tộc nhất thời cả giận nói: Đừng được tiện nghi lại còn khoe mẽ như vậy. Phong Sấu Trúc cười gượng hai tiếng: Sư huynh, chúng ta dù sao cũng là thân gia. Người cút đi. Được rồi, được rồi, chúng ta nên thương nghị một chút chuyện tình đón dâu á. Cuộc phong ba này rốt cuộc cũng bình ổn trở lại. Đám người trung nhạc cũng âm thầm lau một thân mồ hôi lạnh. Mặc dù Tả Tương Sinh không nói ra hoàn toàn những tao ngộ của hắn, nhưng mọi người cũng có thể đoán được 7-8 phần. Thần nữ của thần nha tộc bắt tù binh Tả Tương Sinh lúc đó vẫn chưa phải là luyện khí sĩ, xem là nô lệ giữ lại bên người mình, mà Tả Tương Sinh thì lại kiệt ngao bất tuần. Hơn nữa thân mang chữ lớn, là hào kiệt hiếm có trong thiên hạ, chói mắt xuất chúng. Không biết vì sao đã nảy sinh tình cảm với thần nữ kia. Hai người sớm chiều ở chung với nhau, cô nam quả nữ sớm chiều ở chung chính là dễ dàng xảy ra chuyện nhất. Cuối cùng liền đã xảy ra chuyện.
Chuyện phía sau liền dễ đoán, đoán chừng thần nữ phát hiện ra chính mình có thai. Trong lòng biết rõ, thần nha tộc tuyệt đối không có khả năng để cho nàng gả cho một tên nhân tộc, hơn nữa còn là một tên nô lệ. Nàng thân là thần nữ của thần nha tộc, cho dù có lấy chồng thì nhất định phải là môn đăng hộ đối. Bởi vậy, thần nữ mới hữu tình tìm cách lấy trộm hỏa chủng tặng cho tình lang, giúp Tả Tương Sinh tu thành luyện khí sĩ, quay trở về kiếm môn. Đợi một thời gian sau, khi hắn trưởng thành lên, có đủ thân phận địa vị, lại tới thần nha tộc mà hỏi cưới. Mà thần nha tộc thì bởi vì thần nữ có thai, thủ phạm bất minh, hơn nữa hỏa chủng thất lạc, tất cả đều là chuyện tai tiếng, cho nên cũng không trắng trợn tuyên dâng ra ngoài. Mãi cho tới hôm nay, phụ thân của thần nữ, đại tế ti của thần nha tộc, nhìn thấy nguyên thần của Tả Tương Sinh, lúc này mới kể bỏ khúc mắc của đoạn chuyện xưa này. Cả hai đại bí mật đều đã có đáp án. Đã có được thân phận cô gia của thần nha tộc, lần này an toàn rồi. Lơ đẳng nhất thời tâm hoa nộ phóng, Điền Chân Tông lại có chút suy tư nói: tương lai nếu ta có con gái, tuyệt đối không để cho bên người nàng có nam nô. Tâm cảnh của bọn họ đều thả lỏng rất nhiều. Trận chiến này Tả Tương Sinh tất thắng, không thể nghi ngờ. Có hỏa chủng của thần nha tộc trong người, hơn nữa thực lực của Tả Tương Sinh vốn dĩ đã đứng tại cực hạn của linh thể cảnh, trận chiến này cũng không có bất kỳ lo lắng nào nữa. Chiến đấu bắt đầu, quả nhiên thực lực của Tả Tương Sinh bạo phát cực kỳ khủng bố, nháy mắt đã đốt cạn hải dương, lộ ra thềm lục địa phía dưới. Sơn mạch dưới đáy biển cũng nóng chảy, hóa thành biển nham tương. Địa hình vốn dĩ bất lợi lại trở thành cực kỳ có lợi đối với hắn. Dưới tình huống như vậy, Hiếu Sơ Sơn liên tiếp bại lui, bị bức không thể bỏ chạy ra ngoài thần cảnh, trực tiếp chịu thua. Tả Tương Sinh thu được toàn thắng, đi ra khỏi thần cảnh. Phong Sấu Trúc cực kỳ vui vẻ tiến lên nghênh đón, cao giọng cười nói: trận thứ 5 đã không cần tỉ thí nữa rồi. Nếu Hiếu Sư Huynh nhất định muốn đấu, vậy kiếm môn chúng ta liền trực tiếp nhận thua. Rất nhiều cường giả Hiếu Mang thần tộc trong lòng phẫn nộ, sắc mặt âm tình bất định. Nhưng trưởng lão đại tế ti của Hiếu Mang thần tộc đã giơ tay lên, mặt không đổi sắc, mỉm cười nói: kiếm môn năm cục 3 thắng đã đạt thắng lợi cuối cùng, quả thật không cần đấu tiếp. Nếu đã như vậy, cái chết của Hiếu Sư Tình từ đây một bút xóa bỏ. Sấu Trúc Huynh, ở lại thêm mấy ngày nữa đi, để cho chúng ta chọn tình chủ nhà một phen. Phong Sấu Trúc cũng cười híp mắt nói: thà cũng đang có ý đó, muốn ở thêm mấy ngày quấy giày đại tế ti một phen đấy. Dễ nói mà. Đại tế ti Hiếu Mang thần tộc cười ha hả nói. Cường giả hai tộc Sơn thần tộc, Quỷ thần tộc cũng nhao nhao tiến lên cười nói vui vẻ. Phong Sấu Trúc nhất hoàn lễ, vừa nói vừa cười. Duy chỉ có cường giả của thần nha tộc là không có tiến lên. Phong Sấu Trúc nháy mắt với Tả Tương Sinh, mỉm cười nói: Tả đừng chú, ngươi 10 năm không gặp vợ con, hay là nhân dịp này đi thần nha tộc gặp mặt vợ con một lần đi. Tả Tương Sinh hiểu ý, không người nói: vâng. Phong Sấu Trúc phất tay với đám người thích phong, lôi đằng nói: mấy người các ngươi cũng đi theo Tả đừng chú ghé thăm thần nha tộc một chuyến, khai mở nhãn giới. Lúc tới nơi đó rồi, không được làm mất lễ nghi của kiếm môn ta. Đám người thích phong và lôi đằng không hiểu ý hắn, nhưng cũng không người xưng vâng, cùng đi theo Tả Tương Sinh rời đi. Bên cạnh Phong Sấu Trúc chỉ còn lại có 3 người: Trung Nhạc, Khâu Cấm Nhi và Điền Chuyên Tông. Phong Sấu Trúc dẫn theo 3 người vui vẻ ra mặt, vừa nói vừa cười với các vị trưởng lão tế ti. Trung Nhạc có thể nhìn ra được, lão giả này thật ra chính là đang miễn cưỡng vui cười, ý đồ cuốn lấy các tế ti của Sơn thần tộc và Quỷ thần tộc, không để cho bọn họ rời khỏi Hiếu Mang thần tộc. Nếu những cường giả này rời đi, ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì. Cho dù là Khâu Cấm Nhi cũng nhìn ra một tia không thích hợp, thấp giọng nói: vì sao Phong trưởng lão không để cho chúng ta cũng cùng với Tả đừng chú đi tới thần nha tộc lánh nạn vậy? Xem ra Hiếu Mang thần tộc tuyệt đối là không có hảo ý rồi, chỉ sợ sẽ phục kích truy sát chúng ta trên đường chúng ta trở về kiếm môn. Tả đừng chú chỉ có thể dẫn theo những người không quan trọng rời đi mà thôi. Đám người thích phong và lôi đằng đều là những người không quan trọng. Dù sao hắn cũng là con rể của thần nha tộc, Hiếu Mang thần tộc sẽ cấp cho thần nha tộc một chút mặt mũi. Trung Nhạc thấp giọng nói: nhưng giá trị của cái mặt mũi này cũng chỉ dừng lại ở đấy thôi. Nếu chúng ta cũng đi theo Tả đừng chú, Hiếu Mang thần tộc sẽ lập tức xé rách mặt, bất luận như thế nào cũng sẽ xuất thủ truy sát đám người Tả đừng chú.
Khâu Cấm Nhi có chút suy tư, lặng lẽ nói: "Hiện tại thế cục không hiểm như vậy, vì sao Phong trưởng lão lại đáp ứng ở lại thêm mấy ngày nữa đây? Sao không nhanh chóng rời khỏi nơi này vậy?" "Phong trưởng lão là đang đợi đợi viện quân của Kiếm Môn ta tới đây." Điền Xuyên Tông ở một bên nói nhỏ: "Môn chủ nhất định sẽ phái viện quân tới tiếp ứng chúng ta. Ta đoán chừng người này chính là trưởng lão Thủy Tử An. Mặt mũi của hắn rất lớn, lại thêm sự khôn khéo, thực lực cũng rất mạnh. Nếu hắn tới đây, tỷ lệ chúng ta còn sống trở lại Kiếm Môn sẽ lớn hơn rất nhiều. Sở dĩ Phong trưởng lão đáp ứng ở lại thêm mấy ngày nữa đây, chính là vì muốn kéo dài thêm mấy ngày đợi Thủy trưởng lão tới nơi này." Khâu Cấm Nhi thè lưỡi một cái nói: "Không ngờ trong này lại có nhiều quanh co khúc chiết như vậy. Tâm tư của Phong trưởng lão thật sự là kín đáo tới mức đáng sợ. Ta chưa từng nghĩ tới nhiều như vậy đâu." Điền Duyên Tông nhìn về phía Trung Nhạc, lộ ra thần sắc tán thưởng khen: "Trung sư đệ còn trẻ như vậy đã có ánh mắt cay độc và lòng dạ bậc này, khó trách môn chủ lại đưa kiếm bài cho ngươi. Vốn dĩ ngươi tể danh với Long Nhạc của Đông Hoang, nhưng hiện tại ngươi đã nghịch khai năm đại bí cảnh, một hơi trở thành cao thủ khai luân cảnh đỉnh cao, hiển nhiên là đang quảng tên Long Nhạc lại phía sau, không còn thấy bóng dáng tăm hơi nữa rồi." Hắn nhịn không được bật cười ha ha, Trung Nhạc cũng cười hăng hắc theo hai tiếng, trong lòng lại có chút không biết phải nói gì. "Hey, nếu hắn biết được Long Nhạc cũng chính là ta, sợ rằng sẽ không nghĩ như vậy nữa rồi." Lại nói, bất cứ kẻ nào nếu biết được Trung Nhạc chính là Long Nhạc, nhất định cũng sẽ cả kinh một trận. Không một ai có thể nghĩ tới Trung Nhạc lại có tới hai thân phận khác nhau, phân biệt ở Đông Hoang và Đại Hoang, mà cả hai cái thân phận này đều đạt được danh tiếng kinh người. Trận chiến này qua đi, nếu Trung Nhạc có thể bình an trở lại Kiếm Môn, danh tiếng của hắn trong các hoang tất nhiên sẽ lại tăng mạnh, được người tán dương. Nếu thân phận Long Nhạc của hắn bị bại lộ, vậy thì sẽ càng khủng bố hơn nữa, đủ để có thể được mọi người xem thành truyền kỳ. Đám người Trung Nhạc tiếp tục lưu lại trong Hiếu Mang Thần Miếu. Phòng Xấu Trúc thì ngày nào cũng kéo mấy vị trưởng lão tế ti của Sơn Thần Tộc, hết trò chuyện đông tới trò chuyện tây, tán phiếm chuyện thiên địa, một ngày 3-4 lần mời, khiến cho mấy vị trưởng lão tế ti Sơn Thần Tộc này không phân thân ra được. Rốt cuộc tới ngày thứ tư, trưởng lão Thủy Tử An đã chạy tới Hiếu Mang Thần Miếu bái kiến đại tế ti Hiếu Mang Thần Tộc. Phòng Xấu Trúc cũng thở phào nhẹ nhõm. Mấy vị trưởng lão tế ti của Sơn Thần Tộc kia cũng đứng dậy cáo từ, mỉm cười nói: "Xấu Trúc huynh, chúng ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có thể tới đây mà thôi, còn đường phía sau đi như thế nào thì phải xem bản thân các ngươi rồi." Sắc mặt Phong Xấu Trúc thoáng ngừng đỏ, biết rõ mấy vị trưởng lão tế ti này sớm đã nhìn ra ý tứ của hắn, chính là muốn lưu bọn họ lại, tránh cho Hiếu Mang Thần Tộc hạ thủ và đám người Trung Nhạc. Lão đầu tử không người cảm tạ: "Đa tạ các vị sư huynh, ân tình này Xấu Trúc ghi nhớ trong lòng." Mấy vị trưởng lão tế ti kia cười ha ha, cáo từ mà rời đi. Lại nói, Thủy Tử An tới bái kiến trưởng lão đại tế ti của Hiếu Mang Thần Tộc, sau đó đám người Trung Nhạc cũng tới. Ngay sau đó, bọn họ liền lập tức nói lời từ giã trưởng lão đại tế ti. Ba người Trung Nhạc, Khâu Cấm Nhi và Điền Xuyên Tông cũng đều thở phào nhẹ nhõm một trận. Lưu lại trong Hiếu Mang Thần Miếu giống hệt như đang lượn lờ ở trước cửa động của lão hổ vậy, chẳng biết lúc nào sẽ táng thân trong miệng hổ. Hiện tại trưởng lão Thủy Tử An đã tới, bên cạnh có hai vị cự bá đi theo, hẳn là đủ để hộ tống bọn họ an toàn rời khỏi Tây Hoang. Trước lâu thuyền, rất nhiều trưởng lão tế ti của Hiếu Mang Thần Tộc đều tới đưa tiễn. Đám người Trung Nhạc nhanh chóng leo lên lâu thuyền, lái thuyền rời khỏi Hiếu Mang Thần Miếu. Sau khi rời khỏi lãnh địa của Hiếu Mang Thần Tộc mới là thời điểm nguy hiểm nhất kìa. Trên lâu thuyền, ánh mắt Phong Xấu Trúc chớp động, trầm giọng nói: "Lần này động sát cơ đối với chúng ta, không chỉ có Hiếu Mang Thần Tộc, còn có Quỷ Thần Tộc, Sơn Thần Tộc đồng dạng cũng động sát cơ. Vốn dĩ Thần Nha Tộc cũng dự định hạ thủ với chúng ta, bất quá đã có tầng quan hệ với Tả Tương Sinh, Tả Đường Chủ này, bọn họ hẳn là sẽ không xuất thủ." Thủy Tử An nghe hắn nói vậy, nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn, thất thanh hỏi: "Phong sư huynh, Hiếu Mang Thần Tộc thì cũng thôi đi, vì sao ngay cả Quỷ Thần Tộc và Sơn Thần Tộc cũng muốn xuất thủ với chúng ta vậy?" Phong Xấu Trúc thở dài một tiếng, lướt mắt nhìn Trung Nhạc, nhàn nhạt nói: "Cây cao trong rừng tất bị gió thổi ngã, người quá xuất chúng tất bị kẻ khác ganh ghét thôi. Lần này Trung Sơn Thị đã đại xuất phong quang,
Hắn không chết, rất nhiều thần tộc sẽ lo lắng bất an. Thủy Tử An vội vàng hỏi rõ ràng cặn kẽ tình huống, cuối cùng cũng không khỏi hít vào một hơi lãnh khí, liên tục quan sát trên dưới Trung Nhạc, vui vẻ khen ngợi. Kiếm môn ta lại có thêm một nhân tài kiệt xuất à? Nghịch khai năm đại bí cảnh nguyên thần, trước đây chỉ có mỗi mình môn chủ đời đầu tiên kiếm môn ta mới có thể làm được chuyện này. Các thần tộc muốn hạ thủ với ngươi cũng chẳng có gì lạ. Điều khiến cho các thần tộc kiêng kỵ chính là Trung Nhạc đã nghịch khai năm đại bí cảnh nguyên thần. Từ chất bậc này, thiên hạ hiếm có, cổ kim hiếm có, làm sao có thể không khiến cho các thần tộc động sát cơ cho được. Nếu là như vậy thì có chút khó khăn rồi đấy. Thủy Tử An nhất thời trầm ngâm nói. Nếu không có chuyện này, ta cũng có thể ỷ vào cái mặt già này của chính mình, dẫn theo các ngươi một đường đi vào địa bàn của các thần tộc. Bằng vào mặt mũi của ta cũng có thể mượn nhờ các thần tộc một đường bảo hộ, đủ để bình an mà trở lại đại hoang. Nhưng hiện tại ta có chút không dám tiến vào lãnh địa của đám thần tộc kia rồi. Trung Nhạc nghịch khai năm đại bí cảnh, chuyện này quan hệ quá lớn, nếu để cho mặc hắn trưởng thành tiếp, tương lai chỉ sợ lại là một tôn thần nữa của nhân tộc. Đây là sự tình mà rất nhiều thần tộc Tây Hoang không thể dễ dàng để yên được, cho nên bọn họ nhất định phải thừa dịp hiện tại hắn còn nhỏ yếu, sớm xuất thủ diệt trừ hắn. Thủy Tử An mặc dù khôn khéo linh hoạt, có giao tình với không ít đại tộc trong thần tộc, nhưng giao tình là giao tình, gặp phải loại chuyện như thế này, giao tình căn bản cũng không dùng được. Hiện tại xem ra chỉ có thể chia ra làm 3 đường. Một đường chính là đám nhân mã Tả Tương Sinh, bọn họ khẳng định có thể an toàn trở về đại hoang. Một đường chính là Phong Sư Huynh, người dẫn theo Khâu Đản Thị và Điền Phong Thị. Một đường cuối cùng là ta và Trung Sơn Thị. Ánh mắt Thủy Tử An chớp động nói. Phong Sư Huynh dẫn theo Khâu Đản Thị và Điền Phong Thị, nguy hiểm mặc dù cũng cao, nhưng không phải là cửu tử nhất sinh, một mạch di chuyển nhanh chóng vẫn có thể an toàn trở lại đại hoang. Mà con đường ta và Trung Sơn Thị này chính là hung hiểm nhất kìa, chắc chắn sẽ xuất hiện địch nhân tồn tại cấp cự bá. Trong lòng Trung Nhạc nhất thời nhảy lên. Để ta một mình đi theo Thủy Tử An sao? Trung Nhạc đối với Thủy Tử An cũng rất không yên lòng, vẫn luôn hoài nghi hắn có quan hệ với chuyện tình Thiên Tượng Lão Mẫu, hoài nghi hắn đã phản bội nhân tộc, cấu kết với Thiên Tượng Lão Mẫu. Mà bây giờ Thủy Tử An lại đề nghị chia binh hai đường, hắn cùng với Trung Nhạc chung một đường, khiến cho Trung Nhạc cảm thấy có chút không ổn. Phong Sấu Trúc nhíu mày suy tư trong chốc lát, cuối cùng thở dài một tiếng. Chỉ có thể thế thôi. Trung Nhạc, Thủy Trưởng Lão cực kỳ tin tưởng đối với Tây Hoang, hơn nữa làm người giao du rộng rãi, khắp nơi trên thế gian đều là bạn. Nếu ta dẫn ngươi theo liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà nếu hắn dẫn ngươi theo hẳn là có một đường sinh cơ. Bây giờ chúng ta chia binh hai đường, ngươi cứ đi theo Thủy Trưởng Lão đi. Trung Nhạc nhíu chặt cặp mày, thế nhưng cũng không nói lời nào. Thủy Tử An trầm giọng nói. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường. Trung Sơn Thị, mau đi theo ta. Hắn tiến về phía trước lâu thuyền, nhàn nhạt nói. Chúng ta đi bộ. Trung Nhạc đi theo hắn tới phía trước lâu thuyền. Tại đầu thuyền, Phong Sấu Trúc chắp tay nói. Một đường hết sức cẩn thận. Thủy Tử An chắp tay hoàn lễ, cùng với Trung Nhạc nhảy khỏi lâu thuyền. Khâu Cấm Nhi đứng trên lâu thuyền, phất phất tay mà nói với theo. Sư huynh, ta ở kiếm môn đợi ngươi. Trung Nhạc quay đầu lại, đồng dạng cũng phất phất tay. Phía trước lâu thuyền, sóng gợn văng bắn khắp nơi. Chiếc lâu thuyền từ từ lái vào trong tầng mây. Trung Nhạc và Thủy Tử An thì không ngừng hạ xuống. Cũng không lâu lắm, hai người đã chân đạp mặt đất. Thủy Tử An hai ống tay áo phiêu phiêu, bước chân cách mặt đất chừng 3 trượng, ngự phong mà đi. Trung Nhạc thì bay theo phía sau của hắn, vỗ mạnh kim mô song dực mà bay, im lặng không nói một lời. Sao, nhân tộc chia binh 3 đường sao? Trong Hiếu Mang Thần Miếu, trước một tấm gương thật lớn, đám trưởng lão tế ti của Hiếu Mang Thần Tộc đồng thời nhìn về phía tấm gương kia. Mà ở trên một tòa tháp cao bên cạnh tấm gương này, một gã lực sĩ thần tộc chậm rãi di chuyển một mặt kiếng thật lớn. Từ trong mặt kiếng phát ra một đạo quang mang sáng ngời, thủy chung chiếu về phía phương hướng chiếc lâu thuyền của Phong Sấu Trúc, di chuyển theo sát chiếc lâu thuyền kia. Đạo quang mang kia chiếu rọi trên chiếc lâu thuyền, mà trong tấm gương phía trước mặt đám trưởng lão tế ti kia thì lại hiện ra cảnh tượng trên chiếc lâu thuyền.
Một gã tế ti áo bào trắng quát lên: "Một tấm thông thần kính không đủ, khởi động tấm thông thần kính thứ hai và thứ ba, chiếu rọi động tĩnh của Thủy Tử An và Tả Tương Sinh cho ta." Trên hai tòa tháp cao khác trong thần miếu, hai gã lực sĩ nhất thời gật đầu một cái, chỉ thấy một mặt kiếng trên tòa tháp cao dần dần sáng tỏ. Ong một tiếng, một đạo quang mang trên một tòa tháp bắn thẳng ra, chiếu về phía Trung Nhạc và Thủy Tử An. Rồi một đạo quang mang trên tòa tháp cao thứ hai, thứ ba bắn ra, lại chiếu về phía thần miếu thần nha tộc cách nơi này mấy vạn dặm. Lại có rất nhiều lực sĩ thần tộc nâng tới hai tấm thông thần kính thật lớn nữa. Chỉ thấy hình ảnh trên hai tấm thông thần kính này nhanh chóng biến hóa. Một tấm gương trong đó thì sưu tầm phương vị của Thủy Tử An và Trung Nhạc, một tấm còn lại thì sưu tầm phương vị của đám người Tả Tương Sinh. Cũng không lâu lắm, bọn họ đã thuận lợi tìm được Thủy Tử An và Trung Nhạc, mà tấm gương còn lại vẫn đang sưu tầm bên trong mấy tòa thần miếu to lớn, hùng vĩ của thần nha tộc, vẫn chưa tìm được phương vị của đám người Tả Tương Sinh. Đột nhiên trong lúc tấm gương thứ ba đang chiếu rọi một tòa thần miếu của thần nha tộc, chợt chiếu rọi chúng và một thân ảnh. Kẻ này đầu chim thân người, toàn thân khí độ uy nghiêm, có một loại cảm giác bá đạo cao cao tại thượng. Trong lòng đám trưởng lão tế ti của Hiếu Mang thần tộc nhất thời nhảy lên một cái, vội vàng cao giọng nói: "Mau, mau di chuyển mặt kính, mau, mau di chuyển mặt kính đi, không được chiếu vào hắn ta." Gã lực sĩ thần tộc trên ngọn tháp cao đang muốn di chuyển mặt kính, nào ngờ đạo thân ảnh đang bị chiếu ở trong mặt kính kia giống như có một loại tử tính quỷ dị vậy. Đạo tính quang chiếu rọi trên thân thể của hắn giống như bị nam châm hút lại, không cách nào di chuyển sang chỗ khác được. Đạo thân ảnh xuất hiện trong tấm gương kia chính là trưởng lão đại tế ti của thần nha tộc. Hắn giống như là có cảm giác, chợt ngẩng đầu nhìn về phía đạo kính quang bắn tới kia. Ngay sau đó hắn chợt cất bước tiến về phía mặt kính. Mặc dù bọn họ đang ở cách nhau xa tới mấy vạn dặm, đại tế ti của thần nha tộc vẫn còn ở bên trong thần miếu thần nha tộc, nhưng hắn cất bước tiến về phía trước lại mang tới cho người khác một loại cảm giác như hắn sắp sửa đi ra khỏi mặt kính vậy. Không xong, đã bị hắn phát hiện. Thân thể đại tế ti thần nha tộc ở trong tấm gương càng lúc càng lớn hơn, dần dần chiếm đầy toàn thể tấm gương. Đột nhiên phốc một tiếng, từ trong thông thần kính chợt dâng lên liệt hỏa hừng hực, thiêu đốt cả lực sĩ trên ngọn tháp cao, khiến cho hắn hóa thành một hỏa nhân. Ngay sau đó liền bị đốt thành tro bụi, nhưng liệt hỏa vẫn như cũ không hề dập tắt, mà thoáng chấn động một cái hóa thành một con thần nha, vỗ cánh bay lên nhào thẳng về phía đám trưởng lão tế ti của Hiếu Mang thần tộc. "Sư huynh, bọn họ chỉ là vui đùa với ngươi một chút mà thôi, cần gì nổi giận như vậy?" Đột nhiên từ trong Hiếu Mang thần miếu chợt bay ra một bàn tay chế trụ cổ của thần nha. Bàn tay kia nhẹ nhàng siết một cái, bóp nát con thần nha do hỏa quang hóa thành kia, mà âm thanh của đại tế ti Hiếu Mang thần tộc cũng vang lên, mỉm cười nói: Con thần nha vỡ nát, chợt hóa thành vô số con hỏa nha nhỏ bay múa đầy trời. Cuối cùng đám hỏa nha kia dung hợp lại, biến thành một cái đầu chim thật lớn, phát ra hỏa quang hừng hực, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo nhìn chằm chằm đám trưởng lão tế ti Hiếu Mang thần tộc bên dưới. Từ trong cái đầu chim chợt phát ra thanh âm thật bén nhọn: "Đừng có đánh chủ ý con rể của ta. Những người khác của kiếm môn, các ngươi muốn làm gì ta mặc kệ, nhưng nếu ngươi dám đánh chủ ý lên con rể của ta, ta sẽ cùng các ngươi cá chết lưới rách một phen." Phốc một tiếng, cái đầu chim nhanh chóng tản đi, đám hỏa quang hoàn toàn biến mất, không thấy đâu nữa. Đại tế ti của Hiếu Mang thần tộc hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên gã lực sĩ trên tòa tháp cao thứ hai chợt vui vẻ nói: "Đã tìm được tung tích của Thủy Tử An và Trung Xuân Thị. Tốt, cũng đã đến lúc tiến đám nhóc con kiếm môn lên đường rồi. Các huynh đệ Hiếu Mang thần tộc, các ngươi đã có thể xuất động rồi. Đi đi, đi giết chúng đi, để cho đám nhóc con nhân tộc biết rõ địa vị của nhân tộc là ở đâu." Trong Hiếu Mang thần miếu chợt truyền tới từng trận thét dài. Trong tràng tiếng thét kia, từng gã luyện khí sĩ thần tộc từ trong những tòa thần miếu, thần điện ào ào xông ra. Có kẻ hóa thành cự ngao ba đầu nhảy nhót như bay, có kẻ bay thẳng lên không trung, chân đạp không khí phóng thẳng tới, có kẻ tế xuất lâu thuyền, có kẻ triệu hồi ra cự thú. Hàng trăm luyện khí sĩ Hiếu Mang thần tộc giống như một đạo hồng lưu cương thiết tuôn trào về phía phương xa. Thủy Tử An và Phong Xấu Trúc đều là nhân vật cực kỳ khó dây dưa. Phong Xấu Trúc ở bên ngoài du lịch 100-200 năm cũng không bị giết chết đi. Thủy
Thủy Tử An lại càng là cường giả, khai sáng ra kiếm lục 64 thước. Cho nên lần này Hiếu Khuyết, Hiếu Ma Thần, hai người các ngươi chia ra đi quân lấy Thủy Tử An và Phong Xấu Trúc. Những kẻ còn lại thì giao cho các huynh đệ khác và đám người của Sơn Thần Tộc, Quỷ Thần Tộc đi. Trong Hiếu Mang Thần Miếu, hai vị cự bá thần tộc nhất thời gật đầu một cái, bước ra khỏi thần miếu, phóng người bay lên không trung. Mà cũng ngay lúc này, bên trong Sơn Thần Tộc và Quỷ Thần Tộc cũng có tinh nhuệ xuất kích. Bất quá, đại đa số tinh nhuệ của Sơn Thần Tộc và Quỷ Thần Tộc đều là phóng tẳng tới phương vị của Thủy Tử An và Trung Nhạc. Trung Nhạc nghịch khai năm đại bí cảnh nguyên thần, khiến cho các thần tộc nhớ tới vị anh hùng nhân tộc 10.000 năm trước đã dẫn theo một đám nô lệ chạy ra khỏi Tây Hoang, mở ra Đại Hoang. Bởi vậy, đám thần tộc của Tây Hoang làm sao có thể khoan nhượng một gã thiếu niên khác cũng theo đó mà quật khởi cho được. Lúc bấy giờ, Trung Nhạc và Thủy Tử An không ngừng hành tẩu trong khu vực rừng sâu núi thẳm. Nơi này thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy những thạch trụ gãy đổ, hoành phi vỡ vụn, đồ đằng trụ bị lửa thiêu cháy. Còn cảnh tượng nơi này vô cùng hoang tàn vắng vẻ, thỉnh thoảng mới có thể nghe được tiếng chim hót và tiếng côn trùng kêu khẽ, hoàn cảnh cực kỳ yên tĩnh. Thủy Tử An hai ống tay áo phiêu phiêu, không ngừng đạp trên các ngọn cây bay qua phiến rừng rậm hoang sơ này, mà Trung Nhạc thì bay sát theo phía sau hắn, trong lòng lo lắng bất an, im lặng không nói tiếng nào. Trung Sơn Thế, ngươi tự hồ rất đề phòng ta thì phải. Thủy Tử An vẫn luôn luôn không quay đầu lại, đột nhiên cửa lớn nói: Hơn nữa, ngươi tự hồ cũng có thành kiến rất sâu với ta, có thể nói với ta một chút xem rốt cuộc là cái gì khiến cho ngươi vô cùng phòng bị ta như vậy không? Trong lòng Trung Nhạc nhất thời nghiêm nghị, Thủy Tử An chủ động yêu cầu một mình đi chung với chính mình vốn đã khiến cho trong lòng hắn có chút bất an. Hiện tại hắn trong lúc bất chợt lại nói ra những lời này, khiến cho cảm giác bất an trong lòng Trung Nhạc lại càng mạnh mẽ hơn. Thủy trưởng lão, tại sao lại nói như vậy? Trung Nhạc thận trọng nói: Đệ tử làm sao dám có thành kiến với trưởng lão được đây? Thủy Tử An thản nhiên nói: Ta có đôi khi làm việc không quá chính tông, quả thật dễ khiến cho người khác hoài nghi, cho rằng ta đã phản bội kiếm môn, phản bội nhân tộc. Người hoài nghi ta cũng không có gì đáng trách cả, người nói có phải không? Trong lòng Trung Nhạc lại càng thêm cảnh giác, mỉm cười nói: Thủy trưởng lão là trưởng bối của kiếm môn ta, có công lao rất lớn đối với kiếm môn. Nếu không phải lần này Thủy trưởng lão đứng ra liên hệ những thần tộc kia, kiếm môn ta liền sẽ nguy hiểm rồi. Thủy Tử An vẫn luôn luôn đưa lưng về phía hắn, vừa đi vừa trò chuyện, lắc đầu nói: Thật ra cũng không tính là nguy hiểm gì, đúng không nào? Cho dù có cấp cho Hiếu Mang thần tộc một cái cớ cực tốt để khai chiến, thì bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không khai chiến đâu. Bởi vì môn chủ kiếm môn ta hiện tại vẫn còn chưa chết đi, tội gì khai chiến tại thời điểm này đấy? Đợi tới lúc môn chủ kiếm môn ta chết rồi, đó mới là lúc bọn họ khai chiến, là thời cơ tốt nhất để chiếm đoạt Đại Hoang. Cho nên lần này ta chạy loạn khắp nơi, mời cường giả các tộc tới, thật ra cũng không có nhiều tác dụng. Cho dù ta không mời cường giả các tộc tới, thì Hiếu Mang thần tộc cũng chỉ sẽ tiếp tục tranh luận với kiếm môn ta mà thôi. Trung Nhạc khẽ nhíu mày. Người khác thường thường đều là bản thân chiếm lấy công lao, tự thiếp vàng lên mặt chính mình, mà Thủy Tử An thì lại không muốn cái công lao này. Trái lại còn phân tích vì sao Hiếu Mang thần tộc lại sẽ không động thủ. Lúc này Thủy Tử An đột nhiên cười nói: Người hoài nghi ta là bởi vì Thiên Tượng Lão Mẫu phải không? Trung Nhạc nhất thời giận cả tóc gáy, suýt chút nữa nhịn không được đã thất thanh la lên, phải cố nén lắm mới không rối loạn tâm tình. Thủy Tử An quay đầu lại nhìn chằm chằm vào hắn, tốc độ nhất thời chậm lại một chút, cùng bay song song với Trung Nhạc, mỉm cười nói: Thiên Tượng Lão Mẫu chính là Thủy Thanh Nghiên, có phải không? Người đã phát giác ra chuyện này, lại biết được trong cao tầng Thủy Đồ Thị ta đã có kẻ đơn độc triệu kiến Thủy Thanh Nghiên, cuối cùng mới khiến cho Thiên Tượng Lão Mẫu ký sinh trên cơ thể của Thủy Thanh Nghiên, có phải không nào? Lông tơ toàn thân Trung Nhạc nhất thời dựng ngược, chỉ thấy ánh mắt Thủy Tử An nhìn về phía chính mình giống như cặp mắt của một con rắn độc vậy, nhìn chằm chằm bất kỳ mọi biểu tình biến hóa của chính mình, tựa hồ như có thể nhìn thấu toàn bộ ý nghĩ và ý niệm trong nội tâm của hắn vậy. Trong lúc đối quyết vô cấm kỵ tại Thượng Viễn, thời điểm người quyết đấu với Thủy Thanh Nghiên, Thủy Thanh Nghiên đã vận dụng kiếm kén kiếm tơ của ta, vì vậy
người mới hoài nghi ta chính là kẻ đã triệu kiến Thủy Thanh Nghiên để cho thiên tượng lão mẫu ký sinh trong cơ thể của nàng, có phải như vậy không? Thủy Tử An cười híp mắt nói: Mà kiếm kén kiếm tơ lại chính là thập đại hung binh, ta lại là chủ nhân của bộ thập đại hung binh này. Thủy Thanh Nghiên có thể có được một sợi kiếm kén kiếm tơ, tự nhiên chỉ có thể là ta cấp cho nàng, cho nên người mới hoài nghi tới ta. Trung Nhạc ho khan một tiếng, chỉ thấy môi đắng lưỡi khô, cổ họng có chút khàn khàn. Thủy trưởng lão nói với ta nhiều như vậy, rốt cuộc là muốn nói cái gì đấy? Thủy Tử An cười ha ha nói: Tâm tư của ta là gì, người vẫn chưa minh bạch hay sao? Trung Nhạc hít vào một hơi thật dài, trầm giọng nói: Kính xin Thủy trưởng lão nói rõ đi. Thủy Tử An thản nhiên nói: Đương nhiên là giết người diệt khẩu rồi, cơ hội này thật sự rất hiếm có. Ta đã bị ngươi phán đoán ra là phản đồ của nhân tộc, nhưng nếu trước đây ta xuất thủ giết ngươi, chính là khó khăn tầng tầng, rất dễ bị người khác đoán được là ta làm. Mà hiện tại chính là cơ hội tốt trời ban. Chúng ta đang bị Hiếu Mang thần tộc và những thần tộc khác truy sát, thân lâm vào hiểm cảnh. Thời điểm này ta giết chết ngươi sẽ không ai đoán ra được là ta làm. Da đầu Trung Nhạc nhất thời tê dại, tất cả các lỗ chân lông toàn thân hắn đã bị nhục thân cường đại phong bế lại, không có bất kỳ một giọt mồ hôi lạnh nào chảy ra, tinh khí cũng không tiết ra ngoài. Mà hiện tại hắn lại cảm giác được mồ hôi lạnh trong cơ thể chính mình cơ hồ muốn xung kích, mở ra lỗ chân lông tuôn chảy ra ngoài. Thủy Tử An cười ha hả nói: Đây chính là một cơ hội hiếm có, cũng là thời cơ tốt nhất, không dễ tìm. Ta thậm chí có thể không cần đích thân hạ thủ với ngươi, mà để cho những thần tộc khác giết chết ngươi, mà ta lại liều chết chiến đấu, giết ra vòng vây. Sau đó môn chủ và phong xấu trúc cũng chỉ có thể không ngừng thổn thức cảm khái: Người tráng niên mất sớm, chết non dưới sự vây công của đám thần tộc, mà không có nửa phần hoài nghi đối với ta. Bọn họ thậm chí còn có thể dỗ dành ta, để cho ta không cần quá tự trách mình vì cái chết của ngươi nữa kìa. Trong thức hải Trung Nhạc, tân hỏa lướt nhìn lôi hải đang sao động bằng bạc một cái. Đây là bởi vì tâm thần của Trung Nhạc bị lời nói của Thủy Tử An kích thích, khiến cho bốn bề sóng dậy, cho nên lôi hải trong thức hải mới dậy sóng như vậy. Nhạc tiểu tứ, không cần kích động, lão đầu này cho tới bây giờ cũng chưa từng sinh ra một tia sát ý nào đối với ngươi cả. Tân hỏa có chút lời biếng nói: Sao, chưa từng có một tia sát ý nào cả sao? Trung Nhạc nhất thời ngẩn ra, khó có thể tin nổi, hỏi lại: Hắn không hề có một tia sát ý nào đối với ta, vì sao lại nói ra những lời này? Cái này ta không rõ đâu. Tân hỏa ngáp dài một cái nói: Có thể là bởi vì muốn chơi đùa với ngươi chăng? Trong lòng Trung Nhạc vẫn còn có chút lo lắng bất an. Tuy nói Thủy Tử An không hề động sát cơ, không có một tia sát ý nào, nhưng nếu hắn muốn giết chết chính mình, quả thật là có thể không cần động thủ mà mượn tay những thần tộc khác giết chết hắn. Ánh mắt Thủy Tử An chăm chú nhìn chằm chằm trên mặt của Trung Nhạc, tiếp tục nói: Người sắp sửa bị ta giết người diệt khẩu, lẽ nào người không lo lắng chút nào sao? Trung Nhạc khẽ mỉm cười nói: Ta lo lắng có hữu dụng không? Phải, quả thật không một chút hữu dụng. Thủy Tử An cười ha hả nói: Nếu ta muốn giết ngươi thật sự quá đơn giản rồi, nhưng kẻ cần phải lo lắng ngược lại chính là ta mới đúng kìa. Một gã thiếu niên bình thường sau khi tiến vào kiếm môn ta vẫn luôn bình thường, không chút nổi trội. Suốt thời gian 4 năm vẫn còn lưu lại tại ngoại viện, ngoại môn, không có bao nhiêu tiến bộ đáng kể. Nhưng có một ngày, gã thiếu niên này lại đột nhiên bạo phát ra, nhất cử đột phá, đã làm được cột phách xuất khiếu, khiến cho Tả Tương Sinh, Tả Đường Chủ cũng phải kinh hãi. Ngữ khí của hắn khẽ chuyển, không tiếp tục nói chuyện của chính mình nữa, mà đột nhiên chuyển sang nói tới những chuyện đã phát sinh trên người Trung Nhạc. Gã thiếu niên này từ đó về sau phảng phất như biến thành một người hoàn toàn khác vậy. Thời điểm trận náo loạn trong ma khư diễn ra, đã chết nhiều đệ tử ngoại môn như vậy, thậm chí ngay cả trưởng lão cũng đã chết 2 người. Mà hắn hết lần này tới lần khác lại không có chuyện gì cả. Biểu hiện sau đó của hắn ta càng khiến người ta kinh ngạc hơn. Ở trong thú thần lĩnh tử thương vô số, mà hắn thì vẫn còn sống trở về. Thời điểm đối quyết vô cấm kỵ tại thượng viện, hắn phải bằng lực áp các đệ tử do thập đại thị tộc bồi dưỡng ra, mạnh mẽ đoạt được đệ nhất kia.
thậm chí còn có thể tranh cao thấp một trận với kẻ đang bị hoài nghi là thiên tượng đạo mẫu kìa. Thủy Tử An một mạch nói ra toàn bộ những tinh lịch trước giờ của Trung Nhạc, thuộc như nắm trong lòng bàn tay, ánh mắt lại càng thêm sắc bén. Sau đó, càng ngoài dự đoán của mọi người, chính là hắn không cảm ngộ linh của kiếm môn ta, mà lặng yên không một tiếng động rời khỏi kiếm môn, chạy tới yêu tộc. Sau khi trở thành luyện khí sĩ, hắn trên đường trở về lại cứu được một trong tứ đại cao thủ của kiếm môn ta, Quân Tư Tà. Sau khi trở lại kiếm môn, hắn lại càng kỹ kinh bốn phương, một hơi trở thành luyện khí sĩ thoát thai cảnh. Hắn vậy mà ngay cả uẩn linh cảnh cũng không có trải qua, đã nhảy tới thoát thai cảnh. Trung Sơn Thí, một gã đệ tử của tiểu thị tộc, vẫn luôn bình thường, không chút nổi trội, tư chất cũng không xuất chúng. Trong lúc bất chợt, như có thần giúp vậy. Người nói cho ta biết kẻ này có đáng bị hoài nghi hay không? Trung Nhạc nhất thời thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói: quả thật rất đáng hoài nghi, không biết Thủy Trưởng Lão hoài nghi điều gì? Thủy Tử An mỉm cười nói: ta cũng không phải đơn thuần bởi vì kinh lịch của hắn mà hoài nghi hắn ta. Ta hoài nghi là có căn cơ rõ ràng. Trước khi gã thiếu niên này trở nên siêu quần bạt tụy như vậy, kiếm môn ta đã từng phát sinh một chuyện đại sự, đó chính là ma hồn âm chướng bạo phát trước thể hắn. Ánh mắt của hắn sắc bén như kiếm, giống như từng đạo kiếm quang đâm thẳng vào trong lòng của Trung Nhạc. Ma hồn âm chướng đối với những luyện ký sĩ bình thường thì chính là một tràng tai nạn. Đám luyện ký sĩ phổ thông kia cũng không biết rõ ràng trong âm chướng rốt cuộc là những thứ gì. Nhưng đối với cao thủ cấp cự bá, đồ vật trong âm chướng chính là rõ ràng trước mắt thôi. Đó toàn bộ đều là tàn hồn của thần ma, cho nên ta hoài nghi có một đạo tàn hồn của thần ma đã xâm nhập vào trong cơ thể của gã đệ tử tiểu thị tộc này. Gã đệ tử tiểu thị tộc này đã không còn là gã đệ tử tiểu thị tộc ban đầu nữa rồi, ta nói có đúng không? Trung Nhạc cũng không trả lời, chỉ mỉm cười nói: Thủy Trưởng Lão kể một thiên cố sự thật hay. Thủy Tử An cười ha hà nói: cố sự, quả thật chỉ là một cố sự. Ta cũng không có biện pháp chứng minh ngươi chính là ma hồn, mà ngươi cũng không có biện pháp chứng minh ta là phản đồ của nhân tộc. Ngươi và ta cũng chỉ là cùng nhau suy đoán mà thôi. Ánh mắt Trung Nhạc khẽ chớp động nói: mặc dù nói như vậy, thế nhưng Thủy Trưởng Lão lại có biện pháp khiến cho ta chết ở chỗ này, đúng không nào? Thủy Tử An cất bước tiến nhanh về phía trước, thản nhiên nói: tự nhiên là có rất nhiều biện pháp rồi. Đi thôi, đám thần tộc kia rất nhanh, sắp đuổi tới nơi rồi. Trung Nhạc đuổi theo cước bộ của hắn, trong lòng kinh nghi bất định, không biết mục đích của vị trưởng lão Thủy Đồ Thị này rốt cuộc là cái gì. Những lời vừa rồi của hắn nói với chính mình kia rốt cuộc là có ý gì? Ta hoài nghi hắn, hắn cũng đang hoài nghi ta, chính là ý tứ này sao? Thủy Tử An này rốt cuộc là phản đồ của nhân tộc, hay là đúng như những gì môn chủ đã nói, một lòng một dạ vì kiếm môn, tuyệt đối không có khả năng phản bội đây. Vị lão giả này quả thật khiến cho người ta không thể nào nhìn thấu. Tây Hoang cực kỳ mênh mông rộng lớn, Trung Nhạc lúc đi tới là ngồi trên lâu thuyền xuyên qua đám quần sơn hùng vĩ, miễn cho kinh động đám thần miếu kia dẫn tới những phiền toái không cần thiết, mà hiện tại hắn cơ hồ là phi hành giám sát mặt đất. Hai loại phương thức đi đường bất đồng, cảnh tượng nhìn thấy cũng hoàn toàn bất đồng, đều có địa phương xinh đẹp riêng. Bất quá Trung Nhạc cũng không có bao nhiêu tâm tư đi quan sát cảnh trí mê người dọc theo đường đi này. Thủy Tử An rốt cuộc chỉ là hoài nghi ta, hay là thật sự muốn mượn tay của đám thần tộc giết chết ta đây? Hoặc là hắn một lòng muốn hộ tống ta sống sót trở lại kiếm môn đây? Hắn thật sự đoán không ra vị lão giả này. Thủy Tử An nói ra vô cùng rõ ràng tất cả những điểm đáng ngờ trên người bản thân mình, cũng nói ra rõ ràng những điểm đáng ngờ trên người Trung Nhạc. Nếu như hắn thật sự muốn giết Trung Nhạc, bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ, căn bản không cần phải nói ra những lời này. Nếu hắn không phải là muốn giết ta, vì sao hắn lại nói với ta những điểm đáng ngờ trên người hắn như vậy? Thủy Tử An, Thủy Trưởng Lão, người rốt cuộc là Trung hay là Gian đây? Trong lúc bất chi bất giác, bọn họ đã đi ra khỏi khu vực rừng rậm. Lúc này Thủy Tử An đột nhiên chuyển hướng, không tiếp tục tiến về phía phương hướng kiếm môn đại hoang nữa, mà là rẽ vào một lãnh địa thần tộc nào đó. Trong lòng Trung Nhạc cả kinh. Chuyện tình ta nghịch khai năm đại bí cảnh nguyên thần đã sớm lan truyền ra ngoài, ngay cả bản thân Thủy Tử An
cũng nói tiến vào lãnh địa của bất kỳ một thần tộc nào cũng đều không an toàn. Tất cả các thần tộc cũng sẽ xem như ta là giặc cướp vậy, tất yếu phải giết chết ta. Bởi vậy cần phải tránh né lãnh địa của các thần tộc. Thế nhưng vì sao Thủy Trưởng Lão lại muốn tiến vào lãnh địa của thần tộc này vậy? Lẽ nào hắn thật sự muốn mượn đao giết người sao? Trong lòng của hắn không ngừng thấp thỏm bất an. Chuyện cho tới bây giờ hắn cũng chỉ có thể kiên trì đuổi theo bước chân của Thủy Tử An. Đây là lãnh địa của một tiểu chủng tộc trong thần tộc. Dọc theo đường đi hoàn toàn hiện rõ sự hoang liêu. Chỉ có những di tích cổ lão đứng sừng sững bên đường. Ngẫu nhiên lại có một đám nhân tộc hoặc là yêu tộc đang tụ bày sinh hoạt. Dọc đường có thể thấy được một đám đồ đằng trụ và cung điện thật lớn, chỉ là không có người ở. Trung Nhạc quan sát những văn lộ đồ đằng xuất hiện dọc trên đường đi, chỉ thấy trên đó thể hiện hình tượng một loại dị thần, mặt người, thân ngựa, lưng hổ, hai cánh, đuôi cọp, bờm ngựa. Cái chủng tộc này hiển nhiên đã xuống dốc. Một đường đi tới, Trung Nhạc cũng không nhìn thấy bất cứ đệ tử nào của thần tộc này. Lưu lại dọc đường chỉ có những cung điện và miếu điện lâu năm thiếu tu sửa. Qua không bao lâu, bọn họ đã đi tới trước một ngọn đồi nho nhỏ. Dưới chân đồi có một cái sơn môn cao vút, lại không có ai giữ cửa. Thủy Tử An một mạch tiến thẳng vào, cùng với Trung Nhạc đi tới phía trước một gian miếu đổ nát ở trên đỉnh núi. Gian miếu điện này cũng đã sớm rách rách nát nát, nhưng Thủy Tử An lại cung kính nói: "Anh sư huynh, còn nhớ rõ ước định giữa ngươi và ta hay không?" "Nhớ rõ." Trong gian miếu đổ nát truyền ra một đạo thanh âm giả nua nói: "Ta thiếu ngươi một cái nhân tình, vẫn mong sớm trả lại cho ngươi. Hiện tại ngươi dẫn theo một gã thiếu niên nhân tộc tới đây, sau lưng một khoảng không xa còn có hơn 10 cỗ khí tức cường đại. Chẳng lẽ hiện tại ngươi muốn ta trả cái nhân tình này lại cho ngươi sao? Kẻ mà ngươi mang theo này chẳng lẽ chính là Trung Sơn Thị Trung Nhạc ư? Ta từng nghe nói qua hắn là kẻ đã nghịch khai năm đại bia cảnh. Người dẫn hắn tới đây không sợ ta sẽ giết chết hắn sao?" Thủy Tử An cười ha ha nói: "Anh sư huynh tự nhiên sẽ không làm như vậy, bởi vì nhân tình ngươi thiếu ta thật sự quá lớn. Anh chiêu thần tộc các ngươi nhân khẩu vốn đã rất thưa thớt rồi, hiện tại chỉ còn lại có một mình ngươi và một nữ oa nhi nữa mà thôi. Năm xưa chính là ta đã cứu sống tộc nhân duy nhất của anh chiêu thần tộc các ngươi. Vậy ngươi muốn ta làm gì?" Đạo thanh âm trong gian miếu đổ nát kia liền hỏi: "Bảo hộ cho sự an toàn của gã thiếu niên này sao?" Thủy Tử An gật đầu một cái, nói với Trung Nhạc: "Ngươi đi vào thần miếu đi, có anh lão đầu ở đây có thể bảo vệ cho ngươi bình an." "Trưởng lão, còn ngươi thì sao?" Trung Nhạc hỏi. Thủy Tử An mỉm cười nói: "Chỉ bình phía sau quá nhiều rồi, ta đi giúp bọn họ tiêu giảm số lượng một chút mới được. Anh sư huynh, ta giao người cho ngươi, sau khi ta trở về, nếu hắn thiếu đi một sợi tóc nào, ta sẽ giết chết nữ hải duy nhất của anh chiêu thần tộc các ngươi, để cho ngươi trơ mắt nhìn anh chiêu thần tộc các ngươi bị diệt tộc." "Để hắn tiến vào đây." Trong gian miếu đổ nát truyền ra một tiếng hừ lạnh tức giận. Trung Nhạc tiến vào gian miếu đổ nát, chỉ thấy tòa miếu điện này đã sớm hoang phế, lâu năm thiếu tu sửa. Bất quá dựa vào nội dung trên các bức bích họa của gian miếu điện, ngược lại có thể nhìn ra tình huống cường thịnh năm xưa của thần tộc này. Tại trung tâm gian miếu điện có một vị lão đầu tử run run rẩy rẩy chống gậy đứng đó. Bên cạnh có một nàng nữ tử trẻ tuổi vịn tay của hắn, ánh mắt tò mò nhìn về phía Trung Nhạc. Nàng nữ tử này chính là huyết mạch anh chiêu thần tộc cuối cùng còn lưu lại, năm xưa đã được Thủy Trưởng Lão cứu mạng hay sao? Trung Nhạc trên dưới quan sát một hồi, chỉ thấy bộ dáng nữ tử này khoảng chừng 16-17 tuổi, so với chính mình còn lớn hơn 1-2 tuổi. Nữ tử kia đang quan sát hắn, trong mắt lộ ra thần sắc hiếu kỳ. Nàng nhẹ nhàng khom người lên tiếng nói: "Anh nữ bái kiến nhân tộc sư huynh, xin thứ cho anh nữ không thể hành lễ gặp mặt được. Nhân tộc sư huynh, vì sao lại có nhiều cường giả truy sát ngươi đến như vậy?" Trung Nhạc cũng khom người hoàn lễ nói: "Ta nghịch khai năm đại bí cảnh nguyên thần, đã giết chết mấy gã đệ tử của Hiếu Mang thần tộc, cho nên mới khiến cho bọn họ truy sát ta như vậy." Anh lão đầu tử run run rẩy rẩy chợt cười lạnh một tiếng nói: "Giết chết mấy gã đệ tử Hiếu Mang thần tộc thì làm sao có thể dẫn tới nhiều cao thủ thần tộc như vậy được? Chủ yếu vẫn là tiểu tử này
đã nghịch khai năm đại bí cảnh nguyên thần. Nghịch khai năm đại bí cảnh nguyên thần chính là không tầm thường. Năm xưa nhân tộc Phong Thí giết ra Tây Hoang, xuất lĩnh mấy vạn nô lệ nhân tộc chiếm lấy Đại Hoang, đã giết đám thần tộc tới mức máu chảy thành sông, thi thể chồng chất như núi. Không biết bao nhiêu thần tộc đã táng thân dưới kiếm của hắn ta. Cuối cùng Phong Thí đã thành thần. Trận chiến ấy đánh tới mức thần tộc cường đại nhất trong Tây Hoang lúc đó cũng bởi vì vậy mà suy sụp, cuối cùng bị diệt tộc. Mà Phong Thí cũng là một kẻ đã nghịch khai năm đại bí cảnh nguyên thần. Anh nữ nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn, nhìn về phía Trung Nhạc thất thanh nói: người cũng là nhân tộc nghịch khai năm đại bí cảnh nguyên thần, người cũng sẽ trở nên lợi hại như vậy sao? Vẫn còn sớm lắm, bộ dáng tiểu quỷ này đoản mệnh, không biết tới lúc nào sẽ chết lành bà lành bành rồi, có thể sống tới ngày đó hay không vẫn chưa thể nói trước được. Anh lão đầu kia chợt kịch liệt ho khan một trận, khẩu khí thở hổn hển nói: Thủy Tử An chưa chắc đã có thể bảo hộ được hắn ta. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, vội vàng nói: tiền bối, nhân tộc Phong Thí giết ra Tây Hoang, vị Phong Thị này chẳng lẽ chính là môn chủ đời thứ nhất của kiếm môn ta sao? Tiền bối có thể nói nhiều hơn một chút được nữa hay không? Phong Thị xuất lĩnh mấy vạn nô lệ nhân tộc giết ra Tây Hoang, xông vào trong Đại Hoang, giết chết Thiên Tượng Lão Mẫu đang chiếm giữ Đại Hoang, phong ấn ma tộc, sau đó lại gian khổ lập nghiệp, đốt rẫy, gieo hạt, mở ra một phiến thánh địa cho nhân tộc. Đây tuyệt đối là một đoạn truyền kỳ, là thần thoại. Đối với đoạn năm tháng này, ngay cả thế hệ trước trong kiếm môn cũng không biết nhiều lắm. Ngược lại, thần tộc của Tây Hoang đối với chuyện này lại có ghi chép vô cùng chi tiết. Đoạn thời gian kia khiến cho bất luận một nhân tộc nào nghe qua cũng phải ngẩn người mê mẩn, là một trang vàng rực rỡ nhất trong lịch sử kiếm môn. Bởi vậy, Trung Nhạc nhịn không được mới hỏi thăm vị lão giả anh chiêu thần tộc này về chuyện đó. Người cũng muốn giống như Phong Thị vậy, một đường giết ra Tây Hoang sao? Không thèm nói cho người biết. Anh lão đầu chống cây gậy chậm rãi ngồi xuống. Anh nữ có chút áy náy nói: tính tình tộc trưởng trước giờ chính là quái dị như vậy, xin sư huynh chớ có trách vội. Trong Tây Hoang rất nhiều thần tộc đều dùng nhân tộc làm thức ăn, bất quá anh chiêu thần tộc ta lại không phải như vậy. Anh chiêu thần tộc ta là ăn chay. Nhân tộc trong lãnh địa chúng ta mặc dù là danh phận nô lệ, nhưng cuộc sống bình thường cũng không chút khác biệt so với nhân tộc Đại Hoang các ngươi. Chỉ là cách một khoảng thời gian thì phải hiến cống chúng ta một lần mà thôi. Thật ra nàng có chút xấu hổ, thấp giọng nói: anh chiêu thần tộc chúng ta là ăn chay, không thể gặp thức ăn mặn. Trung Nhạc nhất thời hiểu ra, mỉm cười nói: thảo nào một đường đi tới, ta thấy các nhân tộc trên lãnh địa anh chiêu thần tộc các ngươi mặc dù quần áo tơi tả nhưng cũng tính là an cư lạc nghiệp. Sắc mặt anh nữ có chút buồn bã nói: tương lai tộc trưởng đi rồi, ta chính là một đời tộc trưởng anh chiêu thần tộc cuối cùng. Nếu ta cũng chết đi, anh chiêu thần tộc sẽ tuyệt chủng rồi. Trung Nhạc không khỏi sinh ra cảm giác đồng tình, an ủi nói: sư tỷ yên tâm, trên thế giới này hẳn là còn những anh chiêu thần tộc khác nữa. Không có cũng không sao cả. Anh lão đầu tử đột nhiên dâng trào kích động nói: trước khi ta chết nhất định sẽ bắt tới mấy tên nam tử huyết thống tuyệt giai, để cho các ngươi thành thân sinh sôi nảy nở hậu đại cho anh chiêu thần tộc ta. Huyết thống không tinh khiết cũng không sao cả, chỉ cần anh chiêu thần tộc ta không tuyệt chủng, sinh nhiều mấy hài tử, nói không chừng sẽ có thể gặp được một hài tử thuần huyết. Dù sao cũng còn có thể chiết xuất huyết mạch, một ngày nào đó vẫn có thể khiến cho anh chiêu thần tộc ta khôi phục lại thịnh thế trước đây. Sắc mặt anh nữ có chút tái nhợt nói: tộc trưởng, ta mới không cần. Cầm miệng. Nếu không phải ngươi vẫn còn nhỏ, hơn nữa ta đã già rồi, thì ta đã sớm đích thân sinh sôi nảy nở hậu đại với ngươi rồi. Anh lão đầu khẽ nói: đây không phải là chuyện ngươi tình nguyện hay ta tình nguyện, mà là chủng tộc của chúng ta đã sắp sửa tuyệt chủng. Lựa ngày không bằng ngẫu nhiên, tiểu tử này có thể nghịch khai năm đại bí cảnh nguyên thần, ta xem tư chất hẳn là cũng không tệ. Hay là ngày hôm nay các ngươi hãy sinh sôi nảy nở đi. Trung Nhạc nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn, vội vàng nói: tiền bối, chúng ta không cùng một chủng tộc. Anh lão đầu cười lạnh nói:
Không sao, không cùng chủng tộc cũng chẳng sao cả. Dù sao anh chiêu thần tộc ta chỉ cần tinh tủy của ngươi, không cần máu huyết của ngươi. Tương lai sau khi sinh ra tiểu Oa Nhi rồi, luyện hóa đi huyết mạch nhân tộc trong cơ thể tiểu Oa Nhi là được rồi. Mặt mày anh nữ biến sắc nói: Tộc trưởng, ta không cần. Ta với sư huynh trước sau cũng chỉ mới nói qua với nhau có mấy câu mà thôi. Không cho phép ngươi. Không sao, đã bắt đầu đánh nhau rồi sao? Anh lão đầu bỏ ngang việc bức bách Trung Nhạc và anh nữ thành thân với nhau, từ trong gian miếu nhỏ run rẩy đi ra, đẩy ra cửa miếu. Trung Nhạc cũng vội vàng bước nhanh ra cửa miếu, nhìn xa xa bên ngoài. Anh nữ cũng tiến lên phía trước, len lén liếc mắt nhìn một bên má Trung Nhạc, khẽ cắn môi một cái, thấp giọng nói: Nhân tộc sư huynh, người nhất định sẽ không đáp ứng, đúng không? Trung Nhạc không quá tập trung, khẽ gật đầu một cái, ánh mắt vẫn nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy cách tòa miếu điện một khoảng chừng mấy trăm dặm, đột nhiên bạo phát một trận đại chiến. Từng cỗ khí tức vô cùng cường hoành phóng thẳng lên cao. Cho dù là đứng ở trong gian miếu cũng có thể cảm giác được khí tức cường giả khủng bố và vô biên. Đám khí tức này có tổng cộng hơn 30 cỗ, cực kỳ bá đạo. Từ xa nhìn lại, khí huyết cường giả thần tộc xông thẳng lên thiên không. Hiển nhiên những kẻ tới đều không phải là kẻ yếu, mà là tồn tại cấp trưởng lão trở lên. Trung Nhạc thậm chí còn cảm giác được một cỗ khí tức như thần như ma trùng kích thẳng lên thương khung, đáng sợ tới cực điểm. Tiếp theo, chợt thấy hư không sản sinh lôi điện, không trung chiến trường bốn phía bị khí tức cường giả nghiền ép khiến cho vặn vẹo, không khí lúc dày lúc mỏng. Ngay cả lôi đình trên không trung cũng đều bị ép văng ra ngoài, răng rắc đánh loạn khắp nơi. Đây là khí tức của cường giả quá mức đáng sợ, đảo loạn không khí, khiến cho không khí kịch liệt lưu động, va chạm sản sinh ra lôi điện. Giữa không trung xuất hiện đủ loại dị tượng, phảng phất như có từng tôn thần ma thân thể đứng sừng sững ở trong mây mù vậy. Tràng diện thật lớn, đám trưởng lão tế ti của Hiếu Mang thần tộc, Sơn thần tộc và Quỷ thần tộc cũng đều xuất động rồi. Anh lão đầu kinh ngạc kêu lên một tiếng nói: Còn có người vòng qua Thủy Tử An đi tới chỗ này sao? Từ phía xa xa, từng đạo thân ảnh cấp tốc lao tới, bay tới phía trước gian miếu nhỏ, đột nhiên đều dừng lại. Đây là một đám thần tộc thực lực cường đại. Một gã Hiếu Mang thần tộc thân thể vô cùng hùng tráng tiến về phía trước, dẫm chân chấn cho ngọn đồi nhỏ ầm ầm run rẩy, sau đó mới không người nói: Anh lão tiên sinh, kính xin giao tên nhân tộc kia ra đây. Ba thần tộc chúng ta chính là đang truy sát kẻ này, kính xin anh lão cho ba thần tộc chúng ta một chút thể diện. Trung Nhạc đảo mắt quan sát một vòng, chỉ thấy đám thần tộc này mỗi tên thấp nhất cũng là tồn tại cấp đường chủ, ít nhất cũng là linh thể cảnh, thậm chí còn có tồn tại pháp thiên cảnh. Đối diện với cỗ thế lực này, gian miếu nho nhỏ đổ nát này quả thật giống như một pho tượng đất vậy, phảng phất như bị bọn họ đá một cước cũng có thể bị đá cho nát bấy. Thủy Tử An đã đưa kẻ này tới chỗ của ta, ta tuyệt đối sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, bảo vệ hắn bình an, mặc kệ các ngươi là thần tộc nào. Anh lão đầu lạnh nhạt nói: Hắn ở trong gian miếu này của ta, các ngươi liền không thể động tới một cọng lông chân của hắn được đâu. Một gã cao thủ Sơn thần tộc tiến về phía trước lạnh lùng nói: Anh chiêu thần tộc đã không còn là anh chiêu thần tộc trước đây nữa rồi, anh lão hẳn là minh bạch chuyện này. Vèo âm, anh lão đầu điểm ra một ngón tay, thân thể gã cao thủ Sơn thần tộc kia đột nhiên nổ tung chia năm xẻ bảy, nguyên thần bị chém nát, chết oan chết uổng. Trong lòng đám thần tộc còn lại nhất thời kinh hãi, vội vàng lùi về phía sau mấy bước. Gã cao thủ Hiếu Mang thần tộc kia vội vàng nói: Anh lão, miếu của ngươi chúng ta tuyệt đối không đạp vào một bước, bất quá ngươi bảo vệ tiểu tử này sẽ bảo vệ tới khi nào đây? Nếu ngươi vẫn luôn che chở cho hắn, chính là đối đầu với toàn bộ thần tộc Tây Hoang, kính xin anh lão nghĩ lại. Anh lão đầu cười hăng hắc nói: Các ngươi yên tâm, đợi tới lúc Thủy Tử An trở về, ta sẽ đuổi bọn họ đi. Gã cao thủ Hiếu Mang thần tộc kia cười bồi một tiếng nói: Chỉ sợ Thủy Tử An sẽ không còn sống trở lại đây nữa rồi. Cường giả vây công hắn, chỉ riêng các trưởng lão tế ti cũng đã có 18 vị, mà những người còn lại đều là cường giả pháp thiên cảnh trở lên. Hơn nữa còn có Hiếu Ma thần của Hiếu Mang thần tộc ta nữa kìa.
Sao? Ngay cả Hiếu Ma Thần cũng xuất chiến sao? Sắc mặt anh lão đầu nhất thời căng thẳng, đột nhiên cười nói: Nếu Thủy Tử An đã chết, vậy đợi sau khi tên tiểu tử này gieo trùng xong, ta sẽ nắm hắn cho các ngươi. Đám luyện khí sĩ thần tộc ngoài miếu nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Anh lão đầu này là một bộ xương giả khó gặm, hơn nữa cũng là một vị cự bá, thực lực sâu không thể lường. Hơn nữa, mặc dù anh chiêu thần tộc đã xuống dốc, nhưng trong miếu vẫn còn cung phụng thần linh. Mặc dù chủng tộc này hiện tại chỉ còn lại có 2 người, nhưng cũng là một cỗ lực lượng cực kỳ đáng sợ. Miếu nhỏ thần linh lớn chính là náo loại tiểu chủng tộc anh chiêu thần tộc này. Trung Nhạc đứng trước cửa tòa miếu điện, hướng tầm mắt nhìn ra xa xa, chỉ thấy chiến đấu ở nơi đó vô cùng kịch liệt. Từ xa nhìn lại, tựa hồ có một ngọn núi lớn trong lúc bất chợt chia năm xẻ bảy. Tiếp theo lại thấy từng đạo hồng khí phóng thẳng lên cao, ở giữa không trung đảo chuyển, giống như từng con cự long xen kẽ cuồng vũ vậy. Kiếm lục thập tứ thức sao? Trong lòng Trung Nhạc khẽ nhảy lên, đó chính là đại trận kiếm kén kiếm ti hoàn chỉnh. Kiếm lục thập tứ thức vô cùng phức tạp, đang được phóng xuất từ trong tay trưởng lão Thủy Tử An. Vô số đạo hồng khí kia chính là kiếm khí của Thủy Tử An. Đám kiếm khí kia vô cùng kinh người, rất khó tưởng tượng trong cơ thể vị lão đầu Thủy Tử An gầy gò này lại có thể cất chứa lực lượng kinh thiên động địa đến như vậy. Kỳ quái, đại trận kiếm kén kiếm ti, kiếm khí phóng xuất ra hẳn là lên nhỏ bé, không thể phát giác được, khiến cho người ta khó lòng phòng bị mới phải. Vì sao Thủy trưởng lão lại khiến cho kiếm khí của mình trở nên hùng tráng như vậy? Trong lòng Trung Nhạc nghi hoặc khẽ lẩm bẩm. Lúc này 64 đạo kiếm khí của Thủy Tử An giống như một đám cự long cuộn trào, thân thể trắng kiện giống như thạch trụ vậy. Những nơi kiếm khí đi qua, núi đá vừa chạm tới liền bị cắt nát, biến thành bột mịn. Kiếm khí hùng tráng như vậy quả thật vô cùng đáng sợ, nhưng địch thủ lại có khả năng né tránh bởi vì nó quá nổi bật. Đột nhiên trong lòng Trung Nhạc chợt run lên một cái, chỉ thấy trong 64 đạo kiếm khí kia có hơn 10 đạo chợt biến mất không thấy đâu nữa. Ngay sau đó, trong không trung cách đó mấy dặm chợt bắn ra từng đạo huyết quang. Hiển nhiên hơn 10 đạo kiếm khí này từ thô to như rồng trong chớp mắt đã biến thành nhỏ bé như những sợi tóc vậy. Gã cường giả thần tộc bị chém kia trong lúc bất chợt mất đi bóng dáng của kiếm khí lập tức liền trúng chiêu. Lớn lớn nhỏ nhỏ, lớn nhỏ biến hóa tùy tâm, thật không ngờ kiếm lục thập tứ thức còn có thể sử dụng như vậy. Trận chiến này cực kỳ hung mãnh, tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Tại thời điểm trận chiến đạt tới mãnh liệt nhất, đám kiếm khí giống như cự long cuộn trào ngập trời kia trong lúc bất chợt đã biến mất không thấy đâu nữa, toàn bộ đều hóa thành tơ kiếm. Trên không trung cách đó mấy dặm rơi xuống một trận huyết vũ, nhuộm cho không trung phương viên vài dặm xung quanh biến thành huyết hồng sắc. Thập đại hung binh hung ở đây không phải là 64 đạo kiếm kén kiếm tơ kia, mà là vị lão đầu Thủy Tử An này. Mấy đạo thân ảnh phóng thẳng lên cao, hốt hoảng bỏ chạy, hẳn là đám cường giả thần tộc còn chưa bị chém chết dưới kiếm lục thập tứ thức. Nhìn thấy tình thế không ổn, lập tức xoay người bỏ chạy. Mà bên ngoài gian miếu nhỏ, sắc mặt đám cường giả thần tộc kia cũng kịch biến, tranh thủ trước khi Thủy Tử An trở về lập tức nhao nhao đào tẩu. Thực lực Thủy trưởng lão thật đáng sợ, ngay cả tồn tại cấp bậc cự bá như Hiếu Ma Thần cũng bị bức cho không thể không bỏ chạy. Trong lòng Trung Nhạc chấn động, khẽ lẩm bẩm nói. Sau một hồi, thân ảnh có chút gầy ốm của Thủy Tử An xuất hiện trước mặt Trung Nhạc. Quần áo trên người của hắn có chút tổn hại, nhưng khí sắc lại vô cùng tốt, thần thái sáng láng, cất bước như bay tiến về phía gian miếu nhỏ. Lúc này sắc trời đã tối, thái dương chìm xuống sau núi, trong gian miếu nhỏ tản mát ra ánh sáng u ám. Thủy Tử An, sau trận chiến này đủ khiến cho hung danh của ngươi lại lan truyền thêm mấy trăm năm trong Tây Hoang ta rồi. Lão đầu thở dài một tiếng nói. Bất quá thực lực của Hiếu Ma Thần cũng không tệ chút nào, đúng không nào? Ngươi có cần lưu lại chữa thương hay không? Trong lòng Trung Nhạc nhất thời cả kinh. Thủy trưởng lão cũng bị thương sao? Thương thế cũng không nặng lắm đâu. Hiếu Ma Thần quả thật có vài phần bản lĩnh, thần thông có thể xuyên qua đại trận của ta, khiến cho ta bị thương. Thủy Tử An gọi Trung Nhạc ra, chắp tay với anh lão đầu tử, cười nói. Bất quá nơi này cũng không thích hợp ở lâu, nếu lại chỉ hoãn, sợ rằng sẽ lại có cao thủ cấp cự bá tìm tới đây,
chúng ta chi bằng nhanh chóng mà trở lại Đại Hoang. Nếu đã như vậy, vậy ta xem như đã trả xong ân tình của ngươi. Kể từ bây giờ, mọi người không ai thiếu ai nữa. Sắc mặt anh lão đầu đột nhiên chuyển lạnh nói: Còn có một chuyện, anh nữ nhà ta muốn sinh sôi nảy nở hậu đại với vị tráng nam này của nhân tộc các ngươi. Thủy Tử An, cho ta mượn gã thiếu niên này một canh giờ, ngươi có đồng ý không? Anh nữ kêu lên một tiếng sợ hãi, sắc mặt nhất thời đỏ lên. Sắc mặt Trung Nhạc cũng có chút ửng đỏ. Anh lão đầu lại hừ lạnh một tiếng nói: Có thể nghịch khai năm đại bí cảnh nguyên thần, hẳn là huyết thống tốt rồi, dùng để lưu giống cũng xem như không tệ. Thủy Tử An, thương thế của ngươi mặc dù bề ngoài không nhìn rõ, nhưng ngươi trọng thương Hiếu Ma Thần, lại nghênh chiến 18 trưởng lão tế ti, thương thế hẳn là cũng không nhẹ. Ngươi cứ việc lưu lại chữ thương, thời gian cũng không lâu lắm đâu, chỉ cần một canh giờ. Trong một canh giờ này, ta sẽ giúp ngươi ngăn cản địch nhân. Có ta ở đây, ngươi không cần phải quan tâm. Sau khi Trung Sơn Thị lai giống xong, các ngươi có thể đi tiếp con đường của các ngươi. Trung Nhạc nhất thời giờ khóc giờ cười. Anh lão đầu một câu lưu giống, một câu lai giống, một câu sinh sôi nảy nở hậu đại, quả thật đã xem hắn trở thành một con trâu đực phối giống rồi. Thế nhưng Trung Nhạc rất khó có cảm giác đối với những chủng tộc khác ngoại trừ nhân tộc ra. Trong lòng của hắn vẫn luôn cảm thấy không được tự nhiên. Thủy Tử An thoáng chần chừ một chút, xoay qua nhìn về phía Trung Nhạc, ánh mắt lộ ra thần sắc trêu ghẹo. Sắc mặt Trung Nhạc đỏ lên, lúng ta lúng túng nói: Thủy trưởng lão, không cần lo lắng, ta còn chưa tới mức đem ngươi đi bán đâu. Nếu thật sự muốn bán ngươi, tự nhiên phải bán một cái giá thật tốt kìa. Thủy Tử An cười híp mắt nói, sau đó hắn chợt tiến về phía trước một bước, châu đầu ghé tai giải thích vài câu với anh lão đầu. Anh lão đầu liên tục gật đầu, sắc mặt thoáng hòa hoãn lại. Trung Nhạc và anh nữ vội vàng nghiêng tai lắng nghe, nhưng cái gì cũng đều không nghe được. Hiển nhiên hai vị đại cường giả này đã bố trí khí chàng ngăn chặn không khí ở xung quanh, khiến cho thanh âm không thể ngoại truyền. Nếu đã như vậy, vậy thì các ngươi hãy đi đi. Sắc mặt anh lão đầu đã khôi phục lại như thường, ánh mắt vui vẻ, cười híp mắt nói: Ta cũng không chỉ hoãn các ngươi, bất quá ngươi đừng quên chuyện hôm nay ngươi đã đáp ứng với ta. Nếu ngươi không tới thực hiện lời hứa, ta sẽ dẫn theo anh nữ tới tận cửa mà đòi ngươi. Dễ nói rồi. Thủy Tử An cười ha ha nói: Trung Sơn Thị, chúng ta đi thôi, thừa dịp ban đêm mà lên đường. Trung Nhạc vội đi theo hắn, vừa đi mà trong lòng buồn bực vạn phần. Sau khi đi được mấy trăm dặm, Trung Nhạc rút cuộc nhịn không nổi sự hiếu kỳ hỏi: Thủy trưởng lão, vừa rồi ngươi đã nói cái gì với anh lão vậy? Thủy Tử An cười ha hà nói: Ta nói với hắn, chúng ta nhất định phải nhanh chóng rời đi, bằng không trì hoãn càng lâu sẽ càng hung hiểm. Nếu rất nhiều thần tộc vây khốn anh Chiêu thần miếu, lại mời tới thần linh trong những thần miếu khác kia, gian miếu nhỏ đổ nát của anh Chiêu thần tộc cũng sẽ không ngăn nổi. Bất quá anh lão đầu có ý muốn lưu ngươi lại, kéo dài nhất mạch cho anh Chiêu bọn họ. Nếu hắn kiên quyết muốn lưu ngươi lại, chỉ sợ sẽ lập tức trở mặt với ta. Nếu phát sinh chiến đấu, bản thân ta cũng không sợ hắn, nhưng ta lại sợ thần linh của anh Chiêu tộc. Thần linh của anh Chiêu thần tộc chính là ở trong gian miếu nhỏ này hưởng dụng tế tử không biết bao nhiêu năm, thực lực vô cùng đáng sợ. Cho nên ta đáp ứng với hắn sẽ tìm cho hắn một gã con rể có huyết thống càng tốt hơn, huyết mạch càng cao hơn, làm điều kiện trao đổi. Lúc này hắn mới hài lòng. Trung Nhạc nhất thời thở phào, nhẹ nhõm nói: Ồ, thì ra là vậy, chỉ cần không cần quan hệ với ta thì là tốt rồi. Ta nói cho hắn biết, trong Cô Hà Thành, ở phụ cận Đại Hoang ta, có một gã long tộc tên là Long Nhạc, đang là lĩnh chủ yêu tộc tại Cô Hà Thành. Ngày nào đó, ta sẽ giúp hắn bắt gã Long Nhạc này tới cho hắn làm con rể. Thủy Tử An cười híp mắt nói: Anh lão đầu, hắn đã từng nghe qua danh tiếng của Long Nhạc, hơn nữa kẻ này lại là long tộc, huyết thống long tương so với huyết thống anh Chiêu thần tộc cũng không kém hơn bao nhiêu. Lại thêm không phí chút sức lực nào liền có một đứa con rể chịu ở rể, so với tiểu tử ngươi chính là tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Bởi vậy anh lão đầu liền hấp tấp đáp ứng ngay. Sao? Trung Nhạc nhất thời trừng mắt cứng lưỡi. Trung Nhạc hay Long Nhạc gì cũng đều là hắn cả.
Thủy Tử An muốn bắt Long Nhạc đưa cho anh lão đầu làm con rể ở rể, không phải chính là đưa hắn qua làm con rể ở rể anh Chiêu thần tộc hay sao? Trong lòng hắn không khỏi hoài nghi, vì trưởng lão Thủy Đồ Thị này chính là muốn giở trò xấu. Bản thân hắn đã biết rõ Long Nhạc và Trung Nhạc chính là cùng một người, bởi vậy mới cố ý nói ra như vậy. Long Nhạc và Trung Nhạc, trong họ tên đều có một chữ Nhạc, được xưng là Song Nhạc. Hơn nữa Thủy Đồ Thị ta ở trong Đại Hoang từng gặp qua một con long tướng. Con long tướng này vô cùng bướng bỉnh, giàu hoạt, năm lần bảy lượt phá hoại thủy trại của Thủy Đồ Thị ta. Thủy Tử An không biết vô tình hay cố ý nói, ta âm thầm đánh lén hắn, bắt hắn tới làm con rể ở rể cho anh Chiêu thần tộc, cũng xem như là tiện nghi cho hắn rồi. Trung Nhạc liên tục dùng mình mấy cái, trong lòng âm thầm lẩm bẩm, lẽ nào hắn đã nhìn ra ta chính là Long Nhạc rồi sao? Thủy Tử An cười hăng hắc nói, con người ta tầm nhãn rất nhỏ mọn, con long tương này hơn phân nửa chính là Long Nhạc kia. Ta nhất định phải bắt lấy hắn, đem tới mỗi một thần tộc tiến hành lai sống. Không chỉ là anh Chiêu thần tộc, còn có Quỷ thần tộc, Sơn thần tộc. Trung Sơn Thí, sắc mặt ngươi tự hồ có chút không tốt ta. Không có gì, vừa rồi thấy Thủy trưởng lão giao chiến với rất nhiều cường giả, ta lo lắng cho sự an nguy của ngài thôi. Trung Nhạc nghĩ một đằng, miệng một nẻo nói, thì ra là vậy, ta còn tưởng rằng ngươi đang đồng cảm với tên Long Nhạc kia kìa. Thủy Tử An cười ha hả, phóng nhanh về phía trước. Trung Nhạc vỗ cánh đuổi theo. Hắn đối với vị trưởng lão Thủy Đồ Thị này lại càng thêm nhìn không thấu. Hiển nhiên Thủy Tử An đã từ trong các loại dấu vết tơ nhện đoán ra được Trung Nhạc chính là Long Nhạc. Dù sao lúc trước, sau khi Trung Nhạc đạt được nội đan thú thần hóa thành Long Tương, kẻ đầu tiên gặp phải chính là Thủy Tử An này. Sau khi Trung Nhạc biến thành Long Tương, cũng rất nhiều lần tới tìm Thủy Đồ Thị gây phiền phức. Thủy Tử An hiển nhiên đã điều tra qua sự mờ ám ở trong chuyện này, từ đó phát hiện ra rất nhiều dấu vết tơ nhện. Lúc trước Trung Nhạc còn từng thi triển qua các loại thần thông Long Tương, với sự cáo già của Thủy Tử An, tự nhiên có thể từ trong đó rất nhiều dấu vết tơ nhện kia mà đoán ra được rất nhiều thứ. Tiểu tử Long Nhạc này thật là có diễm phúc à. Tây Hoàng có 2-3 ngàn thần tộc, sợ rằng thần tộc nào cũng đều muốn nghiên cứu một chút xem bổn tộc thông hôn với Long tộc sẽ sinh ra đời chủng loại kỳ lạ gì. Thủy Tử An lại hạ giọng lẩm bẩm nói, tiểu tử này gieo giống khắp thiên hạ, chẳng phải là diễm phúc không cạn hay sao? Trung Nhạc lại liên tục dùng mình mấy cái, vội vàng hỏi, Thủy trưởng lão, thương thế của ngươi như thế nào rồi? Không tốt lắm. Hai tay Thủy Tử An đút vào ống tay áo, ngự phong mà đi. Hắn cười híp mắt nói, nếu là một đối một với Hiếu Ma Thần, ta chém chết hắn cũng không tính là quá phiền phức gì. Nhưng bên cạnh Hiếu Ma Thần còn có 18 trưởng lão tế tí, thực lực thật sự khủng bố. Ta vẫn là ăn một chút thua thiệt, bị thần tông của hắn đánh trúng thôi, bị một chút thương thế. Bất quá cũng may lần này truy sát chúng ta, kẻ mạnh nhất chính là Hiếu Ma Thần, không có những cự bá khác kia, bằng không sẽ có chút hung hiểm. Sao, không xong rồi? Sắc mặt hắn đột nhiên kịch biến, nhất thời dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng trên bầu trời. Lúc này sắc trời đã tối, mặt trăng đã bay lên cao, trên thiên không treo một vầng trăng khuyết. Vầng trăng mặc dù là khuyết, thế nhưng nguyệt quang vô cùng sáng rọi. Trung Nhạc cũng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một vầng trăng khuyết và lác đác mấy ngôi sao treo ở trên mặt trời, không có gì kỳ lạ. Không biết vì sao Thủy Tử An lại nói là không xong. Thủy Tử An hít vào một hơi thật dài, khuôn mặt hơi có chút vặn vẹo nói, hôm nay là 16 tháng 10, vầng trăng trên bầu trời là khuyết, người nói có phải không xong hay không? 16 tháng 10, bầu trời xuất hiện trăng khuyết sao? Trung Nhạc thoáng ngẩn ra một chút, lập tức tỉnh ngộ. Ngày 16 phải là trăng tròn, vầng trăng trên bầu trời không phải là mặt trăng chân chính, mà là thần thông hoặc là một kiện hồn binh nào đó rồi. Người cũng không tính là quá ngu ngốc rồi, đi mau. Dưới chân Thủy Tử An đột nhiên tuôn ra một đạo trường hà, khí tức bùng phát một cái, kéo Trung Nhạc lên trên đạo trường hà. Đạo trường hà không ngừng lan tràn về phía trước, ở trên không trung quần sơn gào thét phóng chạy, tốc độ cực nhanh. Âm Tình Viên Khuyết, bốn vị cự bá chấn thủ của tứ phương thần miếu Hiếu Mang thần tộc, Hiếu Âm, Hiếu Tình, Hiếu Viên,
Hiếu Khuyết. Vầng trăng khuyết này chính là một kiện hồn binh thành danh của Viên Khuyết kia. Thủy Tử An khống chế đạo Trường Hà, nhanh chóng tiến lên, trầm giọng nói: "Ta vốn tưởng rằng Hiếu Khuyết đã đuổi theo truy sát Phong Xấu Trúc sư huynh, không ngờ kẻ này lại cũng nhằm vào ngươi, muốn diệt sát ngươi. Lần này nguy rồi, thực lực của Hiếu Khuyết chênh lệch không bao nhiêu với Hiếu Ma Thần. Không kịp rồi, Hiếu Khuyết đã tới rồi, ngươi đi trước đi." Thân hình Thủy Tử An đột nhiên dừng lại, nhưng đạo Trường Hà dưới chân Trung Nhạc vẫn cứ tiếp tục gào thét lao đi, không ngừng lan tỏa về phía sâu bên trong quần sơn. Xa xa, ước chừng cách nơi này hơn ngàn dặm, có mấy tòa thần miếu phát ra quang mang âm u nhàn nhạt. "Đạo Trường Hà này sẽ đưa người tới dưới ba cây liễu lớn cách đây hơn ngàn dặm. Ba cây liễu kia cao lớn dị thường, sau khi người tới đó lướt mắt liền sẽ nhận ra." Thanh âm của Thủy Tử An từ xa xa truyền tới nói: "Chính giữa ba cây liễu lớn là một tòa thần miếu nho nhỏ, phương viên 18 trượng, chỉ có một cánh cửa duy nhất thôi. Sau khi tới trước cửa gian miếu nhỏ kia, ngươi không được lên tiếng, chỉ cần gõ cửa ba cái. Thời điểm mở cửa, ngươi đưa tấm lệnh bài này về phía trước. Bên trong cánh cửa sẽ vươn ra một cái quái thú bắt lấy ngươi. Ngươi chỉ cần đưa tấm lệnh bài này vào trong lòng bàn tay quái thú, nó sẽ không làm gì ngươi cả." Sóng gợn khẽ ba động, trong tay Trung Nhạc đột nhiên có thêm một tấm lệnh bài. Trung Nhạc cẩn thận quan sát, chỉ thấy văn tự trên tấm lệnh bài kia vặn vẹo giống như nòng nọc bò loạn, mà ở sau lưng tấm lệnh bài lại vẽ hoa văn đồ đằng ba cây liễu. "Nhớ kỹ, sau khi quái thủ kia lấy được lệnh bài, trong miếu sẽ truyền ra thanh âm kêu gọi ngươi tiến vào trong miếu. Cho dù bên trong có nói cái gì, ngươi ngàn vạn lần không được lên tiếng, một chữ cũng không được nói, cũng không được tiến vào. Cứ đứng ở ngoài cửa miếu, cũng không được ngủ gật, bằng không ngươi khó giữ được tính mạng. Sau khi trời sáng, lúc mặt trời đã mọc lên, nếu ta vẫn chưa tới, ngươi hãy tiến vào trong gian miếu nhỏ kia. Nếu tới lúc trời tối rồi mà ta vẫn chưa tới, trước khi mặt trời hoàn toàn khuất sau núi, ngươi nhất định phải ra khỏi gian miếu kia." Thanh âm Thủy Tử An càng lúc càng nhỏ, cuối cùng không thể nghe được nữa. Trong lòng Trung Nhạc tràn đầy nghi hoặc, thấp giọng nói: "Lẽ nào trong gian miếu nhỏ chính giữa ba cây liễu này cũng có cố nhân của Thủy Trường Lão, có giao tình với hắn sao? Bất quá nếu thật sự là có giao tình, vì sao hắn lại nói những lời quỷ dị như vậy, không cho phép ta lúc ban đêm tiến vào gian miếu nhỏ kia sao? Trời tối phải ra khỏi miếu, trời sáng mới được vào trong miếu. Đây là địa phương quỷ quái gì vậy?" Cũng không lâu lắm, phía sau chợt truyền tới từng tràng chấn động khủng bố. Đó là ba động của cự bá giao thủ mà sản sinh ra, khiến cho người ta phải sợ hãi. Hiển nhiên Thủy Tử An đã tao ngộ cự bá của Hiếu Mang thần tộc Hiếu Khuyết, hơn nữa còn mạnh mẽ xuất thủ. Không chỉ như vậy, Trung Nhạc còn cảm giác được từng cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ đang đuổi theo phía sau mình. Hẳn là cường giả của các thần tộc phái ra truy sát hắn, đang nỗ lực đuổi theo đạo Trường Hà. Chỉ là tốc độ của Trường Hà cực nhanh, những cường giả này cũng chỉ là cường giả cấp bậc đan nguyên cảnh, pháp thiên cảnh, đều không theo kịp. Trải qua thời gian gần nửa canh giờ, tốc độ đạo Trường Hà này dần dần chậm lại, nước sông cũng càng lúc càng ít đi, dần dần chỉ còn lại một đóa sóng gợn nâng đỡ Trung Nhạc tiến về phía trước. Lúc này hắn ngẩng đầu nhìn lên, mặt trăng lại khôi phục lại thành một vầng trăng tròn, hẳn là đã rời khỏi phạm vi bao phủ của kiện hồn binh kia của Hiếu Khuyết. Mà ngay phía trước, ba cây liễu cổ lão xuất hiện, dưới ánh trăng lộ ra vẻ yên tĩnh vạn phần. Trung tâm ba cây liễu là một gian miếu nhỏ, phương viên 18 trượng. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập truyện của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Khánh Duy chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.